Đồ cái gì nè con ơi? Này, có ba loại chị thích nước nào? À, nước màu trắng, nước màu vàng, nước màu xanh. À, hàng nhập luôn. Dạ. Lấy đồ cho con, lấy chai một xin. Biết em chạy ở đây luôn đi. Vậy hả? Cái bên mà chạy là cái gì? Dạ. Là sao? Muốn chị muốn hỏi thử à? Không phải. Mua đồ xin. À là cái giỏ đó con. Mười cái 60 hả? Khăn đa năng á con. Ừ. Cái khăn đa năng. Hai set khăn đa năng 35 ngàn. Với bọc trùm thức ăn á. Bọc trùm thức ăn 20 con ơi. Bông tắm nữa. Bông tắm chuột luôn con. Vì điên vòng mới còn thấy cái gì cần thiết nữa không chị ngô chị? Sát bên hả chị? Vậy hả? Đem đổi lại. Sao không gọi chốt đơn hả? Rồi chị Thị Bích, Bu ơi liên ghi số điện thoại này đi Bu, ghi số điện thoại này đi Bu. 0913 546326. Rồi Thị Bích á, điện cho Thị Bích đi. Chốt đơn 4 đơn chạy một hộp bằng chạy ra 30 cái. Thị Bích hai chai mật ong luôn đi. Dạ chị Thảo Quỳnh, các bạn này gọi cho chị chốt đơn chưa? Chào Đặng Thị Dương, chào chị Kim Hoàng. À, chị ơi, mấy bạn gọi chốt đơn cho chị chưa? Dạ có mật ong đó chị ơi, 59.000 chai nha. Ê, nà, mật ong chốt đi tỉnh luôn, 59.000 đi Bu ơi. Còn ở đây nên là 55 ghé lấy nha. Cho nó đi cho nó hết cái đó rồi nghỉ nhập về. Ráng cho đi đợt nó đi bên đây. Ráng cho cực đi đợt đấy cơ. À, vô shop chị quá trời đồ lựa đã luôn. Vậy hả Kim Hồng Nguyễn ơi, trời ơi chạy lại em. Chạy lại em đi chị Yêu ơi. Rồi em lên cho mọi người nha. À, cái cà phê. Cà phê này, cà phê mật ong á mấy chợ, cà phê mật ong, cà phê ta nuôi mấy bà nha. Chị nào mà ghé em á, ghé shop lấy luôn á nha, em khỏi ship cho mấy chị thì giá 55, còn ship đi là giá 59 nha, ship đi giá 59. Mấy chị ơi tranh thủ ghé em đi mấy chị. Em mới nhận được thải độc chân nè, rồi xà sai chị xài sao chị ơi. Bảo Trân ơi, có xả đồ, có xả quần áo luôn đó mấy chị. Dán vô lòng bằng chân giùm em, giấy cuộn em có, chị Thủy Bích, giấy cuộn em có đó, 15.000 cuộn nha. Giấy cuộn là 15.000 cuộn nha, khẩu trang y tế giao không chị ơi, 5 hộp giao nha chị ơi. Như Thủy giao không giấy luôn, ừ. À, giấy cuộn, dạ. Dạ, 5 hộp em cũng giao mà, 5 hộp là 115.000. Chị lấy thêm gì nữa lấy, còn không em cũng giao luôn nha chị ơi, thích màu gì nói với bạn luôn. Cái này là số điện thoại cho mấy bạn gọi chốt đơn cho nha chị Thủy ơi. Nha Như Thủy nha. Rồi ok mấy chị luôn, em lên cho mọi người cắt hàng bơm. Hôm nay lên cái like này là cắt hàng bơm tặng cho mấy chị nha. Đặt hàng 2 ngày chưa chốt đơn. À, thằng ơi ghi số điện thoại nè hả. Rồi tranh thủ gộp liền giùm em mấy chị ơi. Rồi ghi giùm cái coi. 0938 419685. Dạ có loại lớn chị. 0938 419685 Kim Mỹ Lệ. 2 ngày chưa gọi chút đơn á, gọi chút chị. Rồi lên cắt hàng bơm tặng cho mấy chị nha mấy chị ơi.
chốt đơn cho cô máy xay thịt đi hả? Rồi ok, xíu xuống like con chốt cho nha cô ơi. Xíu xuống like con chốt cho. Đó, đặt hàng xong rồi bơm về cỡ vậy nè mấy chị. Rồi hỏi sao? Đó, mấy chị hỏi sao mà còn mua hàng được nữa. Ai đâu dám cho mấy chị mua hàng nữa mấy chị. Đặt hàng mà bơm hàng, ai dám đâu cho chốt đơn nữa cho mấy bà đâu đi. Rồi, bà chia sẻ liền giùm em. Vậy xíu chị nửa thùng nha. Chị Nguyễn Quyên ơi, lấy nguyên thùng 229.000 đi chị. Nửa thùng là 135.000 rồi. Nửa thùng là 135 rồi, lấy nguyên thùng đi chị yêu. Đặt hàng lâu rồi mà chưa thấy chốt đơn. Vậy Linh ơi, Thủy Nguyễn à. Thủy Nguyễn cho số điện thoại đi chốt đơn chị ơi. Thủy Nguyễn cho số điện thoại đi bên em chốt đơn cho. Ê, nhớ vô kiểm tra mấy người đó coi có bị bơm hàng không nha. Chị nó cấp kiểm tra một. Chị hả, mất công rồi. Rồi ok, nhanh lên, nhanh còn chậm hết thì mấy chị yêu ơi. Rồi comment này cho em về Vũng Nhan là bị bơm về. Bây giờ em tặng cho mấy chị luôn được không? Rồi chia sẻ giùm em mấy chị. À, Thủy Nguyễn cho em số điện thoại, em cho bạn gọi liền cho. Chị đặt hôm qua không thấy ai gọi luôn hả? Chị Quỳnh Thị Hảo ơi, comment là không thấy ai gọi chốt đơn, cộng số điện thoại xíu em like xong cho mấy bạn gọi liền cho. Rồi chè Vũng Nhan cho em 39.000. Đơn qua mấy bạn đang gọi đó. Nhà mình nhà có một mình xài lâu lắm. Vậy hả chị Nguyên ơi, ok lấy nửa thùng là 135.000 nửa thùng nha. Có lấy thêm cái gì nữa không cho mấy bạn ship luôn. Rồi lên tiếp cho mọi người luôn. Chè Vũng Nhan. Đó, bây giờ nè, em được có phần 2 bịch với 3 bịch, ngoài là tổng cộng 5 bịch thôi nha. À, thấy ai không ai giao cho em hết hả? Có bạn gọi chưa Võ Nhà? Có bạn nào gọi chưa? Nếu gọi rồi là hàng đang đi. Còn chưa gọi thì comment là chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại. Mấy bạn sẽ ấy nha. Ship ngoài Bắc là bao nhiêu? Dạ 35.000 toàn quốc chị ơi. Nha, ship tay trong tỉnh Tây Ninh là 20 nha. Rồi ok, lên bán hàng bơm tặng mấy chị luôn 39.000 cho em đi. Chè Vũng Nhan được 5 bịch thôi mấy chị ơi nha. Chị nằm mua hôm qua không có đó, hết hàng á, thì hôm nay vô mua cho em chè Vũng Nhan bơm 39.000 chốt đơn giùm em. Chè Vũng Nhan bơm 39.000. À, để chị xem mua gì thêm rồi ok nè. À, gì ta Hằng ơi, ghi số điện thoại giùm chị Hằng. Tao kêu biết số điện thoại là cho kêu ta ngừng lại, ghi cái nhanh lắm tốc độ à. Ghi số điện thoại nè, 0704. Có ai ghi không trời? Rồi 950045. 0704950045 tên Thủy Nguyễn á. Chưa ai gọi chốt đơn. Chán thiệt chứ. Không 0704950045. 0704950045 chưa? Rồi thuốc khớp cho mấy chị luôn. À, đâu chưa thấy giao hàng. Ok, để xíu mấy bạn kiểm cho. Không thấy gọi chốt đơn, mấy chị comment à. Không thấy gọi chốt đơn cộng số điện thoại đi. Mấy bạn gọi cho nha. À, có gọi đơn rồi mà em chưa thấy giao. Dạ từ từ chị ơi, 3 ngày 5 ngày nha. 3 ngày 5 ngày giùm em, hôm nay cắt hàng bơm tặng hết cho mấy chị luôn. Rồi thuốc khớp này, bây giờ nhà em tổng cộng trước sau, điếm trước điếm sau luôn, chỉ còn có 10 lóc thôi, nhưng mà xài cực kỳ ok luôn. Hàng bơm hôm nay tặng cho mấy chị luôn 105.000 giá sỉ luôn nha. Còn khẩu trang chị Thảo Hồng ơi, 229.000 một thùng giùm em. 229.000 thùng cái 94, 30 bịch, 300 cái cho chị Hồng nha. Rồi sao kéo đợt này nhỏ hơn kéo đợt trước? Dạ về từng đợt các chị yêu ơi nè, kéo em đang xài cũng loại nhỏ nè. Về từng đợt nó nhỏ hơn nha chị Hồng nha. Dạ. Rồi comment chị Lê Hồng lấy luôn 5 bịch luôn hả chị yêu? Ok, cục vàng luôn, để cho em số điện thoại nha. Ok chị yêu luôn, hết hàng rồi. Chị cũng nha, không có hàng, hiếm hàng lắm luôn á. Hàng bơm về mới còn thôi đó mấy chị. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn. Comment luôn cho em nha. Còn một lốc khớp giùm em giá 105. Một lốc khớp 105 chốt đơn cho em lên. Một lốc khớp 105 giùm em mấy chị ơi. Một lốc khớp 105 giùm em. Giá quá rẻ luôn á chị. Dạ, ở ngoài bán 107, 108. Bán lẻ là 25.000 hộp nhỏ vậy nè, 25-40.000 hộp nhỏ gì đó. Nhưng mà hôm nay em bán cho mấy chị luôn giá 105.000 thôi. Người ta mà đi không được đó, người ta mua người ta uống hết đấy bà. Đó, quá đỉnh luôn đó chị nha. Rồi comment liền cho em luôn. Mua rồi không thấy ai gọi chốt đây. Ok chị Thu Phan cho mấy bạn gọi liền. Dạ cà phê giảm, có giảm cân không? Em có giảm cân là ba chi. Giảm cân ba chi là 95.000. Giảm cân ba chi là 95. Giảm cân đông y là 125. Và cà phê giảm cân là 65. Cà phê giảm cân là 65. Một lốc khớp giùm em, đau mà nhức mà đi không được luôn, uống hết luôn á, hay lắm mấy chị. Em còn được 10 lốc là hết sạch nha mấy chị ơi. Chờ bên Thái về khoảng tầm nửa tháng mới có lại. Nên chị nào mua tranh thủ mua, quà nào gần nhà chạy lại mua giùm em, thì chị ghi ở dưới luôn cho em nha mấy chị ơi. Dạ, một lốc khớp 105 chốt đơn giùm em nha.
một lốc khớp 105, một lốc khớp 105 cho em. Rồi tiếp theo nha mọi người luôn, sữa đặc giùm em. Sữa đặc này là siêu béo luôn mấy chị, siêu béo luôn nha. Khẩu trang còn nha chị yêu ơi, còn còn lên khẩu trang liền cho chị Lam Quỳnh, lên liền cho chia sẻ em luôn. Một lon sữa giùm em mấy chị ơi, giá 45.000 chốt đơn. Sữa đặc 45.000 cho em luôn. Dạ hàng bơm hôm nay tặng hết. Sữa đặc 45.000. Rồi khẩu trang bé xịn sò cho em chưa, mua quá trời mua xong rồi bơm nè mấy chị. Mua quá trời mua rồi xong rồi bơm nè. Đó. Rồi tranh thủ gọt ngay gọt lại giùm em luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em luôn mấy chị ơi. Khẩu trang bé hàng này xịn nha mấy chị ơi. Đặt hàng hôm qua. À hôm kia chưa thấy gọi hả? Hôm kia chưa thấy gọi rồi ok, gửi comment vậy là ok rồi đó chị yêu. Xíu xong like em gọi liền cho chị luôn nha. Rồi khẩu trang VN95 của em bé đã lắm mấy chị. Dạ được chục bơm dành chục hộp à, không có nhiều. Rồi comment liền cho em luôn, khẩu trang bé giùm em. Khẩu trang bé giùm em 15.000 hộp giùm em. Khẩu trang bé 15.000. Mấy chị ơi nhớ đặt hàng thả cho em số điện thoại theo. Khẩu trang tới 23.000 hộp chị Kim Lòng Nguyễn ơi. 23.000 hộp 50 cái có màu xanh, màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu xám, thích lấy màu nào lấy màu đó cho em. Có máy size đồ ăn dặm không có, có máy size thật đó chị. Có máy size thật đó em lên cho mà chị xài ngon lắm luôn mấy chị ơi. Xài cực kỳ siêu siêu luôn á. Rồi nhanh tay giùm em luôn, nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi tiếp theo cho mọi người khẩu trang y tế giùm em đã không? Dạ Dũng Nhan kèm cho em số điện thoại đi chị yêu ơi. Dạ không có màu xanh chị, giờ có màu trắng không nha chị Lam Quỳnh. Giờ có màu trắng không được không? Rồi khẩu trang y tế bây giờ bơm về, áo len em có hàng. Áo len em còn hàng á, chia sẻ lên đi. À, Linh ơi nãy chị lên sữa tắm cô gái 35.000 mà nhân viên nói không có hả? Mỹ Châu cô sao nha? Sữa tắm cô gái 35.000 sao nói không có? Là sữa tắm dê 35.000 á, chị ghi là sữa tắm cô gái á, bu. Sữa tắm dê hả? Ờ, là sữa tắm cô gái 35.000 á đó, chốt cho người ta. Sao nói không có mấy cha, phải hỏi tôi chứ. Để hỏi chị bé vô đây. Chị bé mày không biết gì đâu, nay khỏi hỏi chị bé mày. Hỏi tí đó, chứ hỏi tao thôi. Chứ ai nãy hỏi chị nay sữa tắm cô gái là sữa tắm gì chị nói không biết. Rồi, tranh thủ gộp lên giùm em luôn, mày hỏi tí á. Chứ mày hỏi tao đi. Giảm cân cà phê giảm cân 65.000 chị Trần Minh Châu. Cà phê giảm cân là 65. Rồi khẩu trang y tế giùm em hộp là 23.000 50 cái. Hộp là 23.000 50 cái luôn cho em mấy chị. Người lấy cho em 5 hộp thì có 115.000. Được 250 cái luôn cho em. À 10 bánh tráng có ship không? Ship luôn, bao nhiêu cũng ship hết chị ơi. 10 bánh tráng xì ke là 35 chốt đơn nha, 10 bánh tráng xì ke là 35. Rồi khẩu trang y tế được 5 hộp. Dạ bị bơm về giờ hết hàng rồi mấy chị nha, em giờ hết khẩu trang y tế luôn rồi đó. Còn khoảng tầm mười mấy hộp lát rác à. Chị nào Tây Ninh có ghé chạy là lấy luôn được không hết nha. Dạ bây giờ hàng khẩu trang lên giá nên chắc không bán nữa nha, còn nhiều là em xả bơm thôi chứ không có nhập về nổi mấy chị nha. Rồi 23.000 hộp 50 cái cho em, lấy 5 hộp là 115.000. À 5 hộp là 115.000 giùm em mấy chị ơi, 250 cái. Lấy 10 hộp là 230.000. À giá cho mọi người là 230.000 giùm em nha. À một thùng khẩu trang 20 màu trắng và màu xanh. Xanh không còn đâu em, còn màu trắng không nha. Còn màu trắng không nha tình yêu ơi. Có màu trắng không nghe. Rồi khẩu trang tới 23.000 đi chị ơi, có 4 lớp kháng khuẩn luôn. Rồi 23.000 giùm em, giá là cực kỳ xịn sò cho em luôn. Khẩu trang bé 15.000, lên ơi chị bạc hoặc mà gửi cho hai lần chứ không phải chị bơm hàng đâu nha. Trinh Nữ ơi, Trinh Nữ ơi, dạ gọi chốt đơn ơi chị là một lần thôi, chị chốt hai lần thì gửi ra hai lần là đúng rồi, đã xác nhận đơn rồi thì nói là có người chốt rồi, chị đè chị chốt tiếp thì ra hai đơn đúng rồi, ra hai đơn rồi là nhận hai đơn chứ sao. Em nói dặn kỹ mấy bà rồi mà cũng vậy thấy chưa. Rồi ok chị Lam Quỳnh. À chị Lam Quỳnh nha, ok chị yêu luôn. Dạ anh thích lấy màu nào lấy màu đó cho em. Khẩu trang y tế giùm em, màu trắng, màu xám, màu xanh. Dạ 23.000 hộp 50 cái cho em nha. Có ít mấy chị ơi, 23.000 hộp rồi mấy chị. Giá quá rẻ đúng không. Rồi khẩu trang y tế giùm em. À, kêu lấy chị 5 chai rồi đi chung đơn luôn nãy nha. Ê gặp cái Mỹ Châu nãy gặp cho ta 5 chai bỏ chung đơn người ta. Bu ơi, rồi có gặp trên tao không nghe, nghe có gặp không, tới bữa cái đơn nó xuống mà không có là tao chạy mặt rồi bay vô nói với nó con gặp cho Mỹ Châu 5 chai sữa tắm cô gái. Gọi khẩu trang chị chưa? Dạ gọi rồi, là hàng đi rồi đó cục vàng ơi. Thùng khẩu trang bự quá như vậy chị ơi. Dạ mua một thùng hả chị? Thùng khẩu trang kéo 94 là sao? 229.000 giùm em, còn khẩu y tế là 23.000 hộp. Chị nào lấy nguyên thùng luôn 50 hộp á là 1.1 triệu nha, chia ra có 22.000 hộp à. Rồi chia sẻ giùm em mấy chị yêu. Mì Thái em còn ít đó chị ơi. Chị lấy bao nhiêu hộp? Chị lấy bao nhiêu thùng mì Thái? Còn khẩu trang bé không? Dạ còn. Khẩu trang bé 15.000 một hộp, 10 cái cho em. 15.000 hộp 10 cái mấy chị ơi, chiều mát rồi mấy chị ghé shop em đi chị ơi, mua shopping đi. Ghé shop mua đồ để mấy chị chiều mát rồi nè. Ghé trực tiếp có nhiều hàng mới về lắm luôn, hàng hot luôn. Rồi comment lại cho em luôn để mấy chị ơi.
10 bánh tráng xì ke giùm em mấy chị ơi, 10 bánh tráng xì ke cho em nha, 35.000. 10 bánh tráng xì ke 35.000, chốt đơn cho em. 10 bánh tráng xì ke 35.000, nhanh còn chậm hết. Khẩu trang y tế có 23.000, rẻ quá đúng không? Mà còn ít à. Nên tranh thủ lấy luôn đi nha. Rồi thương em nhấn cho em 1 2 3 nút chia sẻ, nhấn thích theo dõi trang giùm em. Dạ ok mấy chị luôn. Dạ nhanh còn chậm hết giùm em nha. Khẩu trang comment liền cho em bánh tráng xì ke 10 bánh tráng xì ke 35.000. 20 bánh tráng xì ke là 70, 30 bánh tráng xì ke luôn lời được 5.000 là 100.000. 30 bánh tráng xì ke giá 100 nha. 30 bánh tráng xì ke giá 100. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, giá là cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Dạ hôm nay là tặng hết cho mấy chị luôn. Rồi tiếp theo cho mọi người nữa nè. Khẩu trang nhà em còn màu trắng không còn màu khác nữa mấy chị ơi, chia sẻ cho em luôn đi. Rồi đi tan nát nát biến luôn chị ơi. Nè nè con chút nữa cho mấy đứa ăn đi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nè mọi người nha. Nhanh còn chậm hết cho em. À, cái lăng thái bị bom vòi bình thường em bán 35-39, hôm nay tặng luôn 22.000 cho ơi. Chắc khoảng tầm 7-8 chai à. Rồi comment lăng thái 22.000 chai chốt đơn. Lăng thái 22.000 giùm em. Lăng thái 22.000 chốt đơn, lăng thái 22.000 giùm em mấy chị ơi. Lăng thái 22.000 giùm em nha. Nhanh còn chậm hết, cái like này là xả hàng bơm không hả chị? Like này là em xả hàng bơm không à. Rồi chia sẻ nhiệt tình và chia sẻ mạnh mẽ cho em luôn. Mật ong là 59.000 chai nha mấy chị ơi, 59.000 chai. Một thùng khẩu trắng nha, ok ok. Rồi lấy thùng khẩu trang, comment là thùng khẩu trang đi, 229.000 giùm em. Rồi chia sẻ mạnh là chia sẻ ngay cho em luôn mấy chị yêu ơi. Lên tặng tôi mấy chị nữa nè. Rồi cà phê giảm cân bơm luôn. Cà phê giảm cân tại shop giờ không còn hộp nào hết trơn. Qua mấy chị ghé mà không có luôn bị bơm về nè. Em xả luôn 65.000 đi. Chia sẻ em mấy chị ơi. Dạ. Rồi cà phê giảm cân cho em mấy chị ơi. Cà phê giảm cân dạ sale vừa tặng cho mấy chị luôn 65.000. Hàng bơm á em tặng luôn 65 cho em được 3 hộp. Cà phê giảm cân 65. À, đơn chưa chốt hả? Đơn chốt. Chưa chị ơi, đơn là sao ta? Là sao chị ơi, gọi điện rồi là có nghĩa là chốt rồi là hàng đi rồi nha. Còn chưa gọi là hàng chưa đi thôi. Nha, khẩu trang bé 15.000 hộp, 10 cái giùm em. Cà phê giảm cân trong đây có 10 hộp, 10 túi trong đây nha. Dạ Tri Ân luôn 65.000 cà phê giảm cân. Đơn em còn không, em chưa chốt gọi. À chị Quyền Thu Huỳnh ơi, comment là chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại đi. Chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại cho em đi chị. Chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại cho em đi. À, cao lá vàng. Cao lá vàng chưa về chị ơi, em có đặt rồi mà số lượng chưa về nha. Rồi tiếp theo cho mấy chế đây nè. Rồi giảm cân đông y giùm em đấy chị ơi, giá 125 chốt đơn. Giảm cân đông y 125. Dạ hôm nay cắt hàng bơm, đa số là cắt hàng bơm nha. Giảm cân đông y 125 giùm em. Khăn ướt này có về hàng luôn. Mới về được hàng chị yêu rồi, lên KF94 liền cho mấy chị xem nè. Có bánh tráng phô mai có chị yêu. Chị comment là 10 bánh tráng phô mai đi 35.000 10 bịch. 20 bịch đó là 70. À 30 bịch là 100.000 nha. Còn còn bà nào chưa gọi chốt đơn comment, chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại. Còn bà nào đặt hàng nhớ comment mã thả cho em số điện thoại theo luôn nha mấy chị. Rồi khăn ướt cho em nè mấy chị ơi. À 4 bịch khăn ướt là 1 set nha. Mấy chị comment cho em là 1 set đi. Một set khăn ướt giùm em mấy chị yêu nha. Một set khăn ướt, một set khăn ướt cho em. Dạ hôm nay chưa và xã tặng với chị luôn ha. Một set khăn ướt như này là 50.000. 4 bịch 50. Set khăn ướt 50.000 giùm em. Cà phê này uống hiệu quả lắm Linh. Cảm ơn chị nha. Rồi ok chị Tú Nguyễn, em xuống like cho các bạn chốt liền nha Tú Nguyễn nha. Rồi comment liền, comment lại cho em luôn. Comment liền cho em nè mấy chị ơi. Khăn giấy ướt giùm em, một set khăn ướt là 4 bịch 50.000 một set luôn cho em. 50.000 một set khăn giấy ướt giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em. Mấy chị kiểm tra đơn hàng, comment là kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại. Chưa gọi chốt đơn cộng số điện thoại cho em nhớ mấy bạn chốt đơn cho mình nha. Rồi mở cục vàng thương em nhấn cho em cái hai cái chia sẻ liền mấy chị. Nhấn thích theo dõi trang giùm em luôn nha. Chưa gọi chốt đơn 3 ngày rồi. Ok chị Anh Trương nè, xíu em cho mấy bạn coi kiểm tra gọi cho. Rồi comment là khăn giấy ướt giùm em, một set là 4 bịch giùm em. 4 khăn giấy ướt giá 50.000 là một set nha. Khăn giấy ướt 4 bịch là một set giùm em. Rồi tiếp theo.
Rồi lên cho mọi người cục hàng bơm chà bá lửa luôn nè. Cục này là tặng nha, không có bán nha, số lượng có ít cho mấy chị ơi chia sẻ giùm em. Ok chưa? Dạ hồi sáng là mấy bạn đang gọi với chị Nữ Phạm ơi. Đơn hồi sáng là mấy bạn đang gọi nha, chờ mấy bạn xíu nha mấy chị nha. Chờ mấy bạn xíu giùm em. Rồi áo thun xịn giùm em đi 3 cái 100 ngàn chốt đơn. Còn ít nè, chốt khoảng tầm 3-4 chị à. Dạ khoảng tầm 70 ký quay đầu. 70 ký quay đầu giùm em. Có bánh trứng muối phô mai không? Dạ không có chị ơi. Không có bánh tráng phô mai thì có chứ không có bánh trứng muối nha. Rồi comment liền cho em luôn ba áo thun xịn giùm em. Ba áo thun xịn giúp em mấy chị ơi. Rồi comment liền cho em mới nhận hàng rồi nè. À, ok chị đẹp ơi lắm, ok cảm ơn chị Trần Thủy nha. Rồi comment luôn cho em ba áo thun xịn 100 ngàn chốt đơn, chốt cho ba chị thôi. Tại còn khoảng 10 cái à. Còn 10 cái mấy chị không có nhiều đâu. Ba áo thun xịn 100 ngàn chốt đơn cho em nha. Rồi ba áo thun xịn 100. Nhanh còn chậm hết cho em ba áo thun xịn 100. Còn cái đồ này là bộ đồ xịn giùm em. Rồi bộ thun xịn giùm em nha, chốt cho mấy chị luôn. Nha, chốt cho khoảng chục chị đi. Nha, comment là bộ cô tông xịn. Bộ cô tông xịn 50 ngàn bộ chốt đơn. Bộ cô tông xịn 50 ngàn bộ cô tông xịn 50. Nhanh còn chậm hết giùm em. Bộ cô tông xịn 50 ngàn. Giá quá rẻ mấy chị ơi. Bộ cô tông xịn 50 ngàn chốt đơn bộ cô tông xịn 50. Dạ có bánh tráng xì ke chị Đinh Trà. 10 bánh tráng xì ke là 35 ngàn được 10 bịch đó trộn sẵn đó chị. Ha. Rồi bộ cô tông xịn 50 ngàn chốt cho 10 chị nha. Bộ cô tông xịn giùm em 65 ký nha, 65 ký quay đầu mấy chị ơi, 65-70 ký quay đầu giùm em bộ cô tông xịn nha. Rồi chia sẻ giùm em liền mấy chị ơi, mỗi cục vàng cho em cái hai cái chia sẻ nhắn thích theo dõi giùm em luôn. Ok chị Ely Trần, để xíu xong cái rồi em cho mấy bạn gọi cho. Rồi nhanh tay nhanh còn chậm hết giùm em. Đó, bộ cô tông xịn với lại là áo thun xịn giùm em nha. Áo thun xịn đó là 3 cái là 100 ngàn, còn bộ cô tông là 50 ngàn bộ nha. À, dở cơm giữ nhiệt em còn á, chị Trần Thu Hương. Chị lấy mấy cái giờ 130 ngàn, không phải là dở cơm giữ nhiệt 130. Dở cơm giữ nhiệt 130 giùm em nha chị Vàng ơi. Dở cơm giữ nhiệt 130. Bộ đồ nó đẹp đẹp không à. Được chục bộ mấy chị ơi. Nha, sữa rửa mặt Đông Y là 35 ngàn chai nha. Sữa rửa mặt Đông Y siêu xả luôn á. Xài siêu xuống cho em luôn. Rồi bộ cô tông xịn 50 ngàn bộ chốt cho 10 chị nha mấy chị ơi. Người lấy 2 bộ đi. Người lấy 2 bộ đi chị, đừng lấy bộ tiết đó nha. Đừng lấy bộ tiết nha mấy bà ơi. Rẻ lắm luôn á. Cực kỳ rẻ luôn cho em. Rồi chia sẻ ngay và chia sẻ liền giùm em. Tiếp theo cho mọi người luôn. Khẩu trang thùng này em được 6 hộp nữa nè. Chị nào lấy thêm nữa nè lấy nha chị ơi. Chị nào lấy thêm nữa lấy nè. Không nè, khẩu trang y tế giùm em. Dạ khẩu trang y tế giùm em mấy chị ơi. À, có màu xanh, màu trắng, màu xám cho em luôn. 2-3 ngàn hộp nha, được mấy hộp nữa nè, được 6 hộp nữa nè. Khẩu trang y tế giùm em, khẩu trang y tế cho em luôn nha. Khẩu trang y tế giùm em 2-3 ngàn hộp. Có màu trắng, màu xám, màu xanh, thích màu nào lựa màu đó cho em. Khẩu trang y tế giùm em 2-3 ngàn hộp chốt đơn. Khẩu trang y tế 23 mì thái em còn. Mì thái em còn. Cô tông xịn này mặc đẹp lắm Linh. Cảm ơn chế nha, người lấy 2 bộ cho em đi chị, khách khen đó chị thấy không? Rồi comment được cho em là khẩu trang y tế cho em. Nhanh còn chậm hết giùm em. Khẩu trang y tế cho em Linh. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Giá là cực kỳ xịn sò luôn mấy chị yêu ơi. Đó, nhanh còn chậm hết giùm em. Lại đẩy hàng bơm cho chốt tôi con. Cái hàng bơm là cắt hết cho. Rồi mì nè chị yêu ơi, hôm qua thì chị lấy bình giữ nhiệt đi học. Chú Linh ơi, chú về chị ơi, 2-3 bữa nó về em lên. 2 bữa về em lên, mì thái em còn ít nha mấy chị ơi. À, mì thái em còn ít, bây giờ còn 2 loại nhưng mà ít lắm. Em lấy ngẫu nhiên cho mấy chị luôn được không? Rồi một thùng vậy là 30. Một thùng vậy là 30 bịch giùm em. Một thùng vậy là 30 bịch mấy chị yêu ơi, mì thái này được rồi bán 200 mấy á. Bây giờ em bán cho mấy chị luôn nha, giá 70 thôi. Mì thái 70 ngàn chốt đơn cho em Linh. Dạ mì thái 70, lai này em cắt bơm không chị yêu ơi. Những cái hàng mà ví dụ như mấy chị không có đó. Rồi giờ lên cho mấy chị nha. Rồi mì thái giùm em nha mấy chị ơi, thùng là 30 gói. Dạ 200 mấy, hôm nay xe còn 70 à. Đá tháng 8 lần mấy chị, đá tháng 8 lần nha. Đá tháng 8 ok chưa, đá tháng 8 giùm em. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Rồi tranh thủ gộp ngay gộp luôn giùm em mấy chị ơi. Rồi mì giùm em mấy chị ơi. Dạ một thùng mì thái giùm em nha, 70 ngàn thùng, mấy chị muốn lấy mấy thùng lấy. Một thùng mì thái là 70 ngàn nha, khẩu trang chị 5 hộp nha, gộp với lúc sáng. Dạ ok chị Nga Tấn, mấy bạn gọi chốt đơn nhớ nói gộp 5 hộp khẩu trang like này vô đùm em luôn nha chị ơi nha. Chị Nga Tấn nha, các bạn gọi chị chưa hả? À, gọi rồi làng đi rồi, còn chưa gọi thì gộp được nha chị nha.
Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn một thùng mì giùm em. Một thùng mì 70.000 một thùng chốt đơn. Nha, người lấy thùng, 2 thùng, 3 thùng, 5 thùng cho em. Một thùng mì 70.000. Dạ. Dạ buổi chiều mát mấy chị cho anh Thủ chạy là em nha. Lựa đồ xì bông hàng về nhiều lắm mấy chị. Xì bông hàng về nhiều lắm. Rồi mì cũng còn nha, mì cũng còn khoảng tầm mấy chục á. Nhanh còn chậm hết cho em. Giá là siêu siêu rẻ cho em luôn. Rồi tranh thủ gộp ngay, gộp lẹ, gộp liền giùm em mấy chị. Dạ chưa thì mình gộp được. Nhớ nhắc mấy bạn là chị ghi cái like này ra đi rồi nhắc mấy bạn. Tại like kia là nó ra trước, mấy bạn sẽ gọi trước á. Rồi chị nhắc mấy bạn nha. Thầy Hồng Gia không có hàng chị Nga ơi. Thầy Hồng Gia không có hàng. Mì Thái này ăn ngon lắm, Linh cảm ơn chị nha. Dạ 70 ngàn một thùng, người lấy thùng, 2 thùng, 3 thùng liền cho em mấy chị ơi. Mì Thái 70 ngàn chốt đơn, mì Thái 70 nha. Nhanh còn chậm hết giùm em, giá rẻ vô cùng luôn. Dạ trời ơi, mới về hôm qua được có 100 thùng, cuối cùng là vét kho luôn rồi đó. Sạch kho luôn, không có một thùng nào nữa nha mấy chị ơi. Nên mấy chị lấy thì tranh thủ lấy luôn cho em nha. Tranh thủ lấy luôn cho em mấy chị ơi, rẻ mà. Đúng không? Rẻ quá rẻ luôn. Thương em cho em cái hai cái chia sẻ nha. À, dạ có xà bông giặt đồ nước chị em lên liền, mình có khẩu trang bé không? Cho mình xem khẩu trang bé ok cục dạ em lên khẩu trang bé liền cho chị coi nha. Rồi một thùng mì Thái, 2 thùng mì Thái, 3 thùng mì Thái cho em lên. Nhớ cho em thả cái số điện thoại thay cho em nha. Nhớ comment thả cho em số điện thoại theo luôn. Dạ đây này chủ yếu cắt hàng bơm á chị, nên được giá rẻ lắm á. Với hàng hiếm. Hàng hiếm nha, với giá rẻ nữa. Rồi nè khẩu trang bé nè chị yêu ơi. À, khẩu trang bé là khẩu trang 5D cho em, một bịch là 10 cái như thế này nè. Em bán xe và tặng cho mấy chị luôn. Em bán xe và tặng cho mấy bà luôn nha, giá rất là đỉnh luôn. À một livestream này cho em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nha, nhanh còn chậm hết rồi xe cho mọi người luôn. Nha mọi người ơi, hôm nay tặng cho mấy bà luôn nè. Ha mấy chị, giá hôm nay cho mọi người luôn. À, siêu xuất sắc cho em mấy chị. Siêu xuất sắc giùm em luôn. Dạ giá ngày hôm nay 15.000. 15.000 cho em khẩu trang bé 15.000 hộp 10 cái. Khẩu trang bé 15.000. Khẩu trang bé 15.000 giùm em, giá là cực kỳ rẻ luôn. Khẩu trang bé giùm em mấy chị ơi. Giá là siêu siêu đỉnh cho em luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết khẩu trang bé giùm em 15.000. Mà một hộp 10 cái mấy chị, một hộp 10 cái. Rồi cắt bơm tặng tiếp nha. Dạ quần chip có bơm về á, có bơm về ít đó chip nam, có bơm về ít em lên cho. Chip nam có bơm về ít đó mấy chị ơi. Nhanh còn chậm hết giùm em. Giá phải nói là siêu siêu rẻ bèo luôn. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn. Trời đất ơi cái bình này. Bình này không có hàng giao cho khách luôn mấy chị ơi. Nợ khách quá trời luôn mà bơm về đây. Giờ bán tặng cho mấy bà luôn nha. Comment là bình 2 lít giùm em đi. Bình này ở siêu thị bán 200 mấy á. Bây giờ hàng bơm giờ em bán cho mấy chị luôn giá 99.000. Bình 2 lít 99 nha, có 2 bình à. À giá 35.000 nha chị Phát Trần ơi. 35.000. 35.000 một hộp. Gọi là đen 35.000 hộp 3 hộp trăm. Rồi comment là bình 2 lít giùm em mấy chị. Bình 2 lít cho em lên. Giá là xịn xịn sò luôn. Rồi bình 2 lít được 2 bình 99.000. Bình 2 lít 99.000 giùm em. À 10 tuổi hả? 10 tuổi đeo cái 94 đi chị. 10 tuổi đeo cái 94 đi. Ha, đeo khẩu trang bé không vừa nữa đâu. Rồi bình 2 lít 99.000, nhanh còn chậm hết thì có 2 bình thôi à. Cho bé đi học nha mấy chị yêu ơi. Giá là siêu siêu rẻ cho em luôn. Rồi giá cực kỳ rẻ cho em, nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị. Đó, xuất sắc. Giảm cho chị 30.000 đi con. Bé thế giảm cho chị 30.000 nha con. Nha, tổng đơn hàng xong rồi con trừ lại cho chị 30. Phụ chỉ tiền xăng đi con. Ngày mai ra tiếp con. Rồi khẩu trang có luôn nè mấy chị ơi, khẩu trang kém 94 nãy chị nào kiếm. Mì ngon lắm Linh, cảm ơn chế nha. Đó, xuất sắc cho em luôn. Rồi tiếp theo cho mọi người nè mọi người ơi. Rồi khẩu trang giùm em một bịch này là 10 cái cho em, 9.000 một bịch. Khẩu trang bơm 9.000 một bịch giùm em. Trời ơi có 2 bình mấy chị, bình 2 lít nó còn 2 bình nè. Cho xem cái F94 nè chị, cái F94 nè. Cái F94 này em đeo cho mấy chị coi nha. Một bịch là 10 cái cho em. 9.000 một bịch, lấy cho em 10 bịch đi. 9.000 một bịch. Chị mấy chị lấy cho em 10 bịch. 10 bịch cái F94 giùm em nha là 45.000. À đồ, 10 bịch là 90, 5 bịch là 45. Lấy cho em 20 bịch là 108. Một thùng là 30 bịch, 300 cái khẩu trang cho em luôn, giá 229.000 thùng. 229.000 thùng giùm em nha chị nha. 229.000. À. Dạ có chị Nga Tứng, dạ có đó. Nói với bạn lấy cho chị nha, dặn mấy bạn chốt đơn lấy cho chị. Rồi nhanh còn chậm hết cho em cái 94 giùm em, một bịch là 9.000. Muốn lấy mấy bịch cũng được, còn lấy nguyên thùng á. Màu trắng không, 229.000 chốt đơn. 229.000, 229.000 giùm em. Dạ bịch này của em đang xài còn 2 cái nè. Bịch là 10 cái giùm em, nước giặt đi lên ơi. Ok chị Hà Phương em lên nước giặt liền. Thương em cho em cái 2 cái chia sẻ liền mấy chị ơi. Rồi cơm trái mà cũng bơm nữa mấy bà ơi, chán đời thiệt chứ.
Rồi tranh thủ gộp ngay, gộp lẹ, gộp luôn giùm em nè. Rồi xe cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Khăn giấy gấu giùm em. Một bịch như thế này là 5.000 một bịch. Một bịch là 5.000 một bịch giùm em. Một bịch khăn giấy gấu là 5.000 một bịch. Mấy chị lấy cho em 10 bịch là 50.000. Một thùng là 30 bịch. Bây giờ em tặng mấy chị giá 100 ha. Một thùng khăn giấy gấu 100.000 chốt đơn. Một thùng khăn giấy gấu 100.000. Nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi nhanh luôn cho em mấy chị yêu ơi, người lấy thùng, 2 thùng, 3 thùng giùm em. Một thùng khăn giấy gấu 100.000 chốt đơn, thùng khăn giấy gấu 100. Rồi một thùng khăn giấy gấu 100.000 chốt đơn giùm em luôn. Giá quá trời rẻ đúng không? À, xà phòng gạo Thái em còn á chị Phương, 79.000 nha, 75.000 nha chị ơi, 75.000 lóc 12 cục. Comment là lóc xà phòng cám gạo cho em đi. Rồi, cái 94 này 5 bịch, 10 bịch, 5 bịch, 10 bịch quá trời luôn, comment mã cộng số điện thoại cho em là được nha mấy chị. Comment mã là cộng số điện thoại là có đơn hết cho mấy bà ơi, em không đọc tên nha. Nhưng mà đều có đơn giùm em. Rồi, comment là cho em là khẩu trang, comment liền cho em đi. Khăn giấy gấu 5.000 cục giùm em mấy chị ơi. Khăn giấy gấu 5.000 một cục. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu cục cũng được. Khăn giấy gấu 5.000 một cục chốt đơn giùm em. Khăn giấy gấu 5.000 một cục nha. Muốn lấy bao nhiêu cục lấy tranh thủ luôn cho em mấy chị. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi. Khẩu trang tiếp nữa mấy chị ơi ơi. Rồi cơm trái luôn nè, cơm trái bị bơm về em tặng cho mấy chị luôn nha. Rồi 10 cơm trái 70 cho em đi. 10 cơm trái 70.000 chốt đơn, 10 cơm trái 70. Nhanh còn chậm hết giùm em. 10 cơm trái 70.000. Giá quá rẻ đúng không? Rồi 10 cơm trái 70. À được. Chưa gọi hả? Chưa ai gọi hả chị Thanh Tiền? Chưa là chưa ai gọi chốt đơn cộng số điện thoại cho em đi. Nhớ nhìn coi hạt dẻ tách hạt ha, là tách vỏ không tách vỏ nha. Rồi tranh thủ gộp ngay gộp luôn giùm em. 10 cơm trái 70.000 rẻ nhất qua đất luôn nha. Khăn giấy gấu lấy 2 cục ok cục vàng. Rồi comment luôn cho em mấy chị yêu ơi, comment luôn cho em nè. Nhanh còn chậm hết giùm em. 10 cơm trái 70.000 chốt đơn. 10 cơm trái 70, 10 cơm trái 70. Rồi khẩu trang nè. Trời ơi. Khẩu trang cái mùa này mà bơm mấy chị yêu ơi, ta không có xài luôn mà bơm. Chán mấy chị ghê luôn á mấy chị. Rồi comment này cho em là bông tắm chuột giùm em mấy chị ơi. Bông tắm chuột, cơm cháy ăn ngon quá trời luôn. Linh, cảm ơn chị Nhung Lam. À, có thạch dai giòn dai không? Không có, chưa có, chị nào có em về nha. Rồi bông tắm chuột hôm nay giờ sale và bán tặng mấy chị luôn 15.000 cục. 2 cục 30.000. Bông tắm chuột 15.000 cục, 2 cục 30 chốt đơn. Bông tắm chuột 15.000 cục, 2 cục 30.000. Bông tắm chuột 15.000 cục, 2 cục 30.000 giùm em mấy chị ơi. Bông tắm chuột 15.000 một cục, 2 cục 30.000. Chưa nhận được hàng hả chị Tiền Phạm Thị Ngọc ơi, comment là kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại để em kiểm tra đơn đó, em cho phát gấp cho mấy chị nha. Em cho phát gấp cho. Bông tắm chuột 15.000 cục. Bông tắm chuột 15.000 cục giùm em. Dạ. Thành dòng dây không có hàng chị. Rồi khẩu trang y tế cho em 12. Khẩu trang y tế 23.000 chốt đơn. Rồi khẩu trang y tế 23.000 đi chị yêu ơi, khẩu trang y tế 23.000 hộp. Muốn lấy mấy hộp cũng được. Khẩu trang y tế 23.000 chốt đơn, khẩu trang y tế 23. Khẩu trang y tế 23.000. Nhanh còn chậm hết cho em. Khẩu trang y tế 23.000 chốt đơn, khẩu trang y tế giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người nước rửa chén giùm em một set là 3 bịch. Dạ Body Levi em còn được 3-4 hộp á chị Bích Ngọc. 65.000 hộp giùm em đi. 65.000 hộp đi, Body Levi 65.000. Body Levi 65.000 chốt đơn. Body Levi 65.000 nha, Body Levi 65. Dạ 229.000 chị Hồng Trúc nha, 229.000. Dạ 5 cái bông luôn hả? Rồi ok chị vàng luôn. Dạ người quốc cho em thùng khẩu trang màu trắng đi. Cái chính tư có 229.000 à. Rồi nước rửa chén giùm em luôn 49.000 được 3 bịch. 45.000 set nha, 45.000 set 3 bịch cho nước rửa chén 45.000 chốt đơn. Nước rửa chén 45.000. Rồi khăn giấy giùm em, giấy hàng không giùm em mấy chị ơi, 35.000 bịch vậy nè. Bịch 20 cuộn luôn xài đã không? Ở ngoài bán còn 50 mấy 60.000 á cuộn này nè. Xài thịt ok, lên máy xài thịt liền chị yêu ơi. Rồi comment lẹ cho em luôn nha. À, giấy hàng không giùm em 35.000 bịch 3 bịch trăm. Giấy hàng không 35.000 bịch 3 bịch trăm chốt đơn giùm em. Giấy hàng không 35.000 bịch 3 bịch trăm giùm em mấy chị. Giấy hàng không 35.000 bịch 3 bịch trăm chốt đơn giùm em Linh. Giá quá rẻ luôn. Đó, trời ơi, mua khẩu trang bơm là cái 94 cho em luôn. Giá 9.000 một bịch chốt đơn cho em nha. Khẩu trang 9.000 bịch chốt đơn, khẩu trang 9.000 bịch. Nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi, tiếp theo cho mọi người, Lăng Thái em còn chai nè mấy chị, nãy nào chưa lấy thì lấy luôn cho em 22.000. Lăng Thái 22.000 giùm em. Lăng Thái 22.000, Lăng Thái 22 được rồi con. Rinh để lên được rồi. Rồi Lăng Thái 22 ăn kỹ cho chị ớn không? Rinh lùm nó Kha. Rồi Lăng Thái 22.000 giùm em mấy chị ơi nha. Lăng Thái 22.000. Máy xay tỏi ớt dạ có chị, em lên liền cho, chờ em tẹo nha.
Rồi dầu gội hết cho em 80 đi bơm mấy chị ơi. Dầu gội hết còn được 3 chai à. Dầu gội hết thì em giá 80 chốt đơn. Dầu gội hết 80.000. À, có collagen không chị đẹp ơi? Dạ có collagen yến á 155.000. Ấm siêu tóc 95.000 giùm em. Ấm siêu tóc 95. Ấm siêu tóc 95.000, ấm siêu tóc 95. Giá rất là rẻ bèo luôn á chị. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Dạ hôm nay chị ơi và sở tặng hết cho mấy chị. Giá phải là đỉnh của đỉnh cho em luôn. Nhanh còn chậm hết thì em mấy chị ơi. Dạ hôm nay là Chi Ân xả tròn bộ luôn á chị. Dạ nước rửa chén 45.000. Rồi tiếp theo là sữa tắm ngựa. Trời ơi đợt này mấy chị còn lời được là chai sữa rửa mặt. Chứ đợt sau này là em bán đâu có sữa rửa mặt nữa đâu. Đó giá y hệt vậy luôn cho em 70. Dạ bà nào mua được sữa tắm ngựa này là ngon lành nha. Được 5 chai. Được 5 chai sữa tắm ngựa cho em 70 chốt đơn. Sữa tắm ngựa 70.000 chốt đơn. Sữa tắm ngựa 70. Nhanh còn chậm hết thì em. Rồi kéo Nhật kem mấy chị ơi 39.000 một cây, muốn lấy mấy cây đấy. Kéo Nhật 39.000 cây chốt đơn. Kéo Nhật 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em. Kéo Nhật 39.000 giùm em mấy chị. Dạ người lấy 2 cây, 3 cây em được 12 cây à. Được 12 cây mấy chị ơi, kéo Nhật 39.000 chốt đơn, kéo Nhật 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em, kéo Nhật 39.000. Ấm siêu tóc nha chị Tiền ơi, ấm siêu tóc nè. Giá cho mọi người 95.000 nha. Được 3 cái luôn. Được 3 ấm siêu tóc luôn cho em, giá 95 đi mấy chị. Dạ ấm siêu tóc 95.000 rồi ok chị mấy chị nha, cứ comment mã cộng số điện thoại là có đơn. Sữa tắm ngựa đợt này rẻ nha, chị Dung Lam cho em số điện thoại mấy chị ơi. Comment mã thả cho em số điện thoại theo luôn đi mấy bà, để không lạc mất nhau nha mấy chị nha. Thả giùm em số điện thoại theo. Rồi comment liền cho em luôn mấy chị ơi, giờ gọi hết có 80 hả đổ hàng ơi. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn nha. Đó rẻ cực kỳ. Chiều mát rồi mấy chị chạy ra em shopping đi mấy bà ơi, địa chỉ là số nhà 18-19 hẻm 14 đường Hoàng Lê Kha. Cặp chùi Long mấy chị chạy vô nha mấy chị ơi. Dạ, cặp chùi Long mấy chị chạy vô giùm em. Rồi comment liền cho em luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị yêu ơi. À, ấm siêu tóc giùm em 95.000 chốt đơn. Ấm siêu tóc 95.000 chốt đơn, ấm siêu tóc 95. Ấm siêu tóc 95.000 nhanh còn chậm hết giùm em. Áo ngực 35.000 cái 3 cái 100 chị khoe trời ơi, 35.000 cái 3 cái 100. Lấy là chút, lấy cho em cái thùng giống vậy ở đây con. Rồi kéo này đo đẳng chút nó cho gắm đi chất. Hai thùng chút đem đi chất con. Rồi giá là siêu rẻ luôn cho em chị yêu ơi. Giá là siêu rẻ bèo luôn. À, mấy chị ơi chiều mát mát mấy chị chạy xuống em đi. À, xịn bông Paris Comfort, Fanlight, Denikit đồ sữa giặt á, giặt xả gì về đầy đủ nhiều lắm chị ơi. Ha nhiều nhiều lắm á mấy chị tranh thủ chạy ra em đi mấy chị. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn, 5 ngày chị Nhu nhận được hàng. Ok để em kiểm tra đơn, em cho phát gấp cho. Kéo Nhật này xài sướng lắm Linh, cảm ơn chế nha. Trời ơi kéo Nhật đó khách em lấy lần 5 cây không ấy bà. Khách em lấy lần 5 cây. Rồi đồ này bây giờ em bán cho mọi người nha. 50-80kg vừa nhưng mà giờ còn màu gì lấy màu đó. Ví dụ như trường hợp khi ba bộ màu tối không cũng chừng đó mấy chị. Thì hết hàng rồi em xả luôn mấy chị mã hàng A3 cho em đi. A3 giùm em 50-80kg vừa, A3 giùm em 20.000 bộ, muốn lấy mấy bộ lấy. A3 nước giặt Thái em có hàng á chị ơi, chạy ra shop mua nha. À, chờ em xíu chị ơi. Rồi A3 giùm em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, A3 giùm em nha mấy chị. Cái gì? Không, 35.000 chai chứ không có bán 3 chai 100. Rồi comment liền cho em mã hàng A3 giùm em đi. 50-80kg vừa ngẫu nhiên màu nha mấy chị ơi, không lựa đâu. Tại giờ hết sạch rồi, em còn được 20 bộ cuối cùng thôi nha, 20 bộ cuối cùng tặng cho mấy chị luôn á. Giá quá trời rẻ mấy chị yêu dấu nha. Giá là siêu rẻ cho em luôn. Đó, xuất sắc chưa? 50-80kg vừa, 50-80kg vừa. Kem chống nắng Thái Lan em có hàng, nàng pha đi chị ơi, nàng pha 65.000. Chống nắng nano là 60. Chống nắng nano là 60 luôn. À, nay em mua thêm rồi chốt luôn nè nha. Ok chị Nguyễn Hà, ok chị. À, có like khẩu trang không chị ơi? Có nha chị, nãy giờ lên rồi đó. Khẩu trang kéo 94 là 9.000 bịch, 5 bịch là 45.000, lấy 10 bịch luôn là 90. Ha, một thùng là 229.000, một thùng là 229.000 giùm em. Collagen máy xay tỏi. À cái ấm siêu tóc 95 lận nha chị Mai Hương ô, 95 lận chứ mà 90 đâu. 95 lận đó. Rồi có chip nam nè, bị bơm về máy xếp nè, em tặng luôn cho. Nhanh còn chậm hết giùm em. Rồi khẩu trang bé luôn nè, VN95. Khẩu trang bé siêu xịn sò cho em luôn, một hộp thì 10 cái nha, 15.000 hộp, được 5 hộp nè. Được 5 hộp cho em luôn, khẩu trang bé 15.000 chốt đơn. Khẩu trang bé 15.000, khẩu trang bé 15.000 hộp. Hộp 10 cái cho em luôn. Một hộp là 10 cái nha mấy chị ơi. Rồi bánh tráng nè. Bánh tráng không có hàng giao cho khách luôn mà bơm về. Không có hàng giao cho khách mà bị bơm về mấy chị ơi. Rồi bánh tráng xì ke giùm em. Bánh tráng phô mai. Bánh tráng phô mai giùm em nha mấy chị ơi. 10 bánh tráng phô mai 35.000. 10 bánh tráng xì ke là 35.000, lấy 30 bên em. 30 bánh tráng giùm em mấy chị ơi. 30 bánh tráng xì ke cho em luôn ha. 30 bánh tráng xì ke 100.000. 30 bánh tráng xì ke 100.000.
Nồi lẩu điện em không có hàng chị Tiền ơi, hết hàng rồi. Rồi muối trộn cho em luôn nè. Mấy chị nào kiếm muối trộn giùm em 39.000 chốt đơn. Muối trộn 39.000 giùm em mấy chị. Nước giặt Thái có em lên liền cho muối trộn 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em muối trộn 39.000 rất là ngon. Nó trộn sẵn rồi mấy chị ơi, siêu ngon luôn. Muối trộn 39.000 chốt đơn, muối trộn giùm em nha mấy chị ơi. Bỏ vô một cái sọt này cho con. Lấy cái sọt này ra kéo cái sọt kia vô. Bỏ cái sọt kia vô. Muối trộn 39.000, muối trộn 39. Nè lên cho mọi người nè, chip Nam nè. Bị bom vài 10 set đó mấy chị. Bom vài 10 set bây giờ em tặng mấy chị nha. Chip này chip của Thái. Dạ 40-80kg vừa. À, chốt rồi mà chưa thấy gửi hàng hả chị Tani Nguyễn ơi, để em kiểm tra đơn cho chị nha. Rồi người lấy hai hộp khẩu trang bé đi. Kích dài mi em hết hàng rồi chị An Thi Trần Thị ơi. Rồi comment luôn cho em 40-80kg vừa, chip này chip xịn nha. Một set chip Nam giùm em giá 60 chốt đơn. Một set chip Nam giá 60.000. Một set chip Nam 60 giùm em mấy chị. Nhanh còn chậm hết cho em nha. Một set chip Nam 60 chị phấn ơi, giờ em có màu trắng không ạ? À? Không có màu xám được không? Toàn bộ màu trắng không chị yêu ơi. Muốn trộn ngon lắm Linh ơi, cảm ơn chị nha. Muốn trộn này em là không có chèn nào chê hết á. 40-80kg vừa hàng xịp chip Nam này, hàng bơm về được 10 set nha. Đúng 10 set là hết luôn á chị ơi. Rồi comment này cho là chip Nam giùm em. Kèm cho em số ký. À, chip Nam kèm cho em số ký luôn cho em. Chip Nam kèm số ký, chip Nam kèm số ký cho em, nhanh còn chậm hết giùm em. Dạ hôm nay sale cho mấy chị luôn 60.000 set à. Đó, chị Thanh Thanh lấy 2 set luôn kìa, còn có 8 set thôi mấy chị. Nhanh 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 để hốt hết hàng nha. Rồi khẩu trang kéo 94 bị bom nè mấy chị ơi, chứ em nhà em đâu còn ở đâu. Dạ 9.000 bịch nha mấy chị ơi, bịch 10 cái giùm em, kéo 94 9.000 bịch giùm em nha. 9.000 rồi áo khoác luôn nè. Áo khoác bị bom về, trời ơi. Rồi chờ em tệ đi mấy chị ơi, máy sấy tóc nè, bơm về luôn. Rồi được chục bịch nha mấy chị ơi, chục bịch khẩu trang giùm em. Khẩu trang kéo 94 giùm em, 5 bịch là 45.000. 5 bịch là 45 cho em, 5 bịch là 45.000 nha. 5 bịch là 45.000. Nhanh còn chậm hết cho em, 5 bịch là 45. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn cho em. Rồi lên cho mọi người luôn. À, cái máy sấy tóc giờ còn vài cái bị bơm về nè, cái nha mấy chị ơi. Em tặng luôn có 1 cái nha mấy chị. Giá 65.000 chốt đơn, máy sấy tóc 65. Máy sấy tóc 65 giùm em. Máy sấy tóc 65.000 chốt đơn kiếm gì ạ? Thằng nào không còn à? Máy sấy tóc 65.000 rẻ như cho mấy chị ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nha mọi người yêu dấu ơi, áo khoác này bị hai cái bị bơm về. Comment này cho áo khoác xịn đi. Ồ chip này mấy bà mua quá trời không biết có hàng đâu giao nè. 60kg quay đầu cho em có hai cái mấy chị ơi. Hả áo khoác xịn giùm em nha, 100.000 cái chốt đơn. Áo khoác xịn 100.000. Áo khoác xịn 100.000 chốt đơn, thương em cho em cái chia sẻ mấy chị. Áo khoác xịn 100 nha, có màu xám với màu xanh. Áo khoác xịn 100.000 chốt đơn, áo khoác xịn 100 giùm em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn, giá là siêu đỉnh đỉnh cho em nha mấy chị ơi. Rồi lên cho mọi người luôn, cái bộ kèm này còn 5 bộ nha, em tặng luôn đi. Phụ khách á chờ ghé lấy, khách sĩ á ghé lấy mà không ghé lấy giờ em tặng mấy chị luôn nha. Được không mấy chị? Nó gấp đôi vậy mấy chị. Đó, nó gấp đôi luôn mấy chị ơi, và hôm nay tặng với bà luôn. Comment liền cho làm bộ kèm cao cấp cho em 65.000 đi. Bộ kèm cao cấp 65.000 chốt đơn. Chị Thanh lấy hai áo khoác luôn hả? Bộ kèm cao cấp 65.000 chốt đơn, bộ kèm cao cấp 65. Giá quá xịn sò. 5 bộ nha, bộ kèm cao cấp 65. Bộ kèm cao cấp 65.000 chốt đơn, bộ kèm cao cấp 65. Nhanh còn chậm hết chốt, chuẩn bị chốt sọt hai sọt hàng bơm nó em lên hết nó cắt cho. Đưa hàng bơm đây cắt hết cho. Rồi mua mì bánh tráng không luôn mà bơm luôn. Mua nè bánh tráng không mà bơm luôn mấy chị yêu ơi. Dạ bình thường em bán 27-29 giùm em. Dạ chị ơi em nói khoác nhà em có 60kg thôi nha mấy bà. Có 60kg thôi mấy bà, nhớ nghe kỹ giùm em hả mua. Ok chưa, nhớ comment mã cũng thả cho em số điện thoại theo nha mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người bánh tráng nè. Có 5 bịch thôi rồi bán luôn 20 đi. Bình thường em bán 25-30 ngàn mà hôm nay em bán tặng mấy chị luôn. Rồi bánh tráng trắng 20 ngàn bịch, có 5 bịch thôi hết hàng luôn rồi. 5 bịch bánh tráng trắng giùm em 20 ngàn bịch chốt đơn. Bánh tráng trắng 20 ngàn bịch chốt đơn, bánh tráng trắng 20. Bánh tráng trắng 20, nhớ áo khoác 60kg thôi nha. Áo khoác 60kg thôi nha mấy bà ơi. Rồi bánh sáng xì ke cho em luôn, còn một sao luôn. Một sao 10 bịch cho em luôn, bà nhào nhanh tay có chậm tay hết. Bánh tráng xì ke 10 bánh tráng xì ke 35.000 chốt đơn. 10 bánh tráng xì ke 35. Hôm nay cái like này là chủ yếu lên xả hàng bơm. Hộp kim chỉ em còn á chị, 25.000 hộp nha. Nè chị yêu, nó nhiều mã trong đây lắm luôn á, về tiện lợi lắm. Có nút này kia nọ luôn, hộp kim chỉ 15.000 hộp chốt đơn cho em. Hộp kim chỉ 15.000 chốt đơn, hộp kim chỉ 15. Nhanh còn chậm hết giùm em, hộp kim chỉ 15.000. Xịp bam bơm nữa nè mấy chị ơi, được mấy set nữa nè. Được chục set nữa nè mấy chị. Đường chục xếp nữa nè. Rồi comment luôn cho em nha. Xịt Nam 40-80kg vừa em bán tặng mấy chị luôn, giá giùm em kèm số ký nha. Chip Nam 60.000 xếp 5 quần. Chip Nam 60.000 xếp 5 quần giùm em.
Chip nam 60.000 set 5 quần 40 80 kg vừa. Chip nam giùm em luôn, dưới còn nhiều không con? Dạ. Dưới còn nhiều không? Rồi gom lên hết chốt luôn đi, cắt hết cho. Rồi chip nam giùm em nha, 5 quần là 60.000 một set. 5 quần là một set cho em lên quá đỉnh luôn. Rồi tiếp theo lên khăn tắm cho mọi người luôn, nhanh còn chậm hết giùm em. Khăn tắm này, đợt rồi em bán 39.000 cái đúng không? Hôm nay thằng bơm về tơi luôn 3 cái 100. Rồi 3 cái 100 cho em luôn mấy chị ơi. 3 cái 100 luôn, nhanh còn chậm hết. Chiều ngao là 7 tấc, chiều dài 1m4. Chiều cao là 7 tấc, dạ. Chiều dài 1m4, thuốc thủy em có bán chị ơi. Chiều cao là 7 tấc, chiều dài 1m4 và lông của nó siêu mịn, siêu mượt. Lông của nó là siêu mịn và siêu mượt cho em. Lông của nó là siêu mịn và siêu mượt. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết, nhanh còn chậm hết cho em luôn. Giá ngày hôm nay rất là rẻ mấy chị ơi. Dạ em xả sale luôn cho mấy chị nè mấy chị yêu. Nhanh còn chậm hết giùm em nha. Rồi khăn tắm giùm em mấy chị ơi. Khăn tắm cho em lên 35.000 cái, 3 cái 100 chốt đơn. Khăn tắm 35.000 một cái, 3 cái 100 giùm em. Quá rẻ luôn. Khăn tắm 35.000 một cái, 3 cái 100 chốt đơn, nhanh còn chậm hết. Khăn tắm 35.000 cái, 3 cái 100. Rồi nhanh. Rồi khăn tắm giùm em 35.000 cái, 3 cái 100 chốt đơn. Khăn tắm 35.000 cái, 3 cái 100, nhanh còn chậm hết giùm em. Khăn tắm 35.000 cái, 3 cái 100. Rồi lên cho mọi người bánh tráng giùm em, giá siêu rẻ luôn cho em mấy chị ơi. 20.000 bánh tráng trắng, 20.000 bịch chốt đơn. Bánh tráng trắng 20.000 bịch, bánh tráng trắng 20. Rồi bông tắm chuột được 5 cái nữa nè mấy chị. Chị nào còn 5 cái nữa nãy bà nào chưa chốt hộp có giờ chốt luôn cho em. Bông tắm chuột 15.000 cái chốt đơn. Bông tắm chuột 15.000 cái, nhanh còn chậm hết cho em. Bông tắm chuột 15.000. Rồi bông tắm chuột 15.000 chốt đơn, bông tắm chuột 15.000. Giá là cực kỳ rẻ bèo luôn. Bông tắm chuột 15.000, bông tắm chuột 15.000. Bông tắm chuột 15.000, bu xịt chuột nè. Bông tắm chuột 15.000. Rồi muối nhuyễn giùm em luôn 35.000 một hộp đi mấy chị ơi, được 2 hộp. Được 3 hộp muối nhuyễn 35.000 hộp chốt đơn. Muối nhuyễn 35.000 hộp dọn đi con. Dẹp này nè, dập dụng cái này nè. Rồi bông tắm chuột cầm em là 15.000. Rồi muối nhuyễn giùm em được 3 hũ nha, 35.000 ăn với bánh tráng siêu ngon, bánh tráng rất là ngon. Lấy bánh tráng trắng 20.000 rẻ luôn á. Rồi khăn giấy gấu giùm em luôn 5.000 cục chốt đơn. Khăn giấy gấu 5.000 cục chốt đơn, khăn giấy gấu 5.000 cục. Nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết khăn giấy gấu giùm em mấy chị ơi. 5.000 một cục chốt đơn cho em, khăn giấy gấu 5.000 một cục. Khăn giấy gấu 5.000 một cục. Nha mấy chị ơi. Mấy bạn lấy bao nhiêu lấy. Khăn giấy gấu 5.000 một cục chốt đơn, khăn giấy gấu 5.000. Khăn giấy gấu 5.000 một cục. Đó mấy chị muốn lấy bao nhiêu cục thì lấy. Dạ một thùng là 30 bịch đúng không? Em còn được 5 thùng. Em tặng luôn thùng khăn giấy gấu 100.000. Một thùng khăn giấy gấu 100.000 chốt đơn, thùng khăn giấy gấu 100. Thùng khăn giấu 100.000 giùm em mấy chị ơi. Khăn tắm là 35.000 cái, 3 cái 100. Rồi chiều mát mấy chị ơi, ghé shopping đi mấy chị. Ghé em, bà nào gần gần em ghé nha. Sữa tắm đồ về nhiều lắm á mấy chị. Sữa tắm, sữa giặt đồ về nhiều nha. Tranh thủ ghé em luôn đi mấy chị. Kiểm tra đơn hàng cộng số nội cho em mấy chị ơi. Kiểm tra đơn hàng cộng số nội cho em. Muốn diện có 35.000 ngon lắm. Thẳng lấy luôn bịch bánh trắng trắng vô nha mấy chị ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người lũa comment này cho em là size tỏi điện giùm em. Giá là siêu rẻ luôn nè mấy chị. Rồi size tỏi điện cho em. Dạ giá cho mọi người luôn 70. Dạ được 3 cái. Size tỏi điện 70.000 chốt đơn, size tỏi điện 70. Size tỏi điện 70.000 nè, size tỏi điện nè. Bu đây tỏi điện nè bu. Cái này xài được. Size tỏi điện 70.000. Size tỏi điện này khôi khu mua cho môi trong đây coi có ngọt biết còn. Môi có không có mới đưa lấy. Size tỏi điện 70.000 giùm em. Size tỏi điện 70 giá rất là rẻ luôn. Size tỏi điện là 70 nha mấy chị ơi. Rồi khăn tắm giùm em 35.000, 35.000 cái, 3 cái 100. Khăn tắm 35.000 cái, 3 cái 100. Lạc xưởng bị bơm về 10 bịch mấy chị. Được 9 10 bịch em tặng luôn nha. Lạc xưởng bơm giùm em giá 55.000 chốt đơn. Lạc xưởng bơm 55.000. À chị nhớ gọi em nha. Ok chị Mai Hương Hồ, xíu xong mấy bạn gọi cho. Rồi comment luôn cho em nè mấy chị ơi. Lạc xưởng 55.000 chốt đơn giùm em. Lạc xưởng 55.000. Nhanh còn chậm hết giùm em. Lạc xưởng 55.000. Chiều bây giờ mát mấy chị tranh thủ ghé em đi mấy chị ơi. Rồi lạc xưởng giùm em, giao là không đúng màu gì hết. Màu gì vậy chị Quanh ơi? Lấy cái màu gì?
Chị đặt cái gì mà chọn màu hả? Chị được chọn màu hả chị? Chị đặt cái gì mà được màu hả? Chị quanh vỏ, chị đặt cái gì mà được lựa màu hay vậy? Em bán thường nhớ em bán ngẫu nhiên không à, đâu có lựa màu đâu mà chị được lựa màu hay dữ rồi chị. Giá ngày cuối hơn hết hàng rồi chị ơi. Chị đặt cái gì chị nói giùm em đi chị ơi. Lộn em đổi cho chị nha. Nhưng mà coi cái mã gì mới được. Còn cái này em nói ngẫu nhiên là em không đổi nha. Rồi lạc xưởng 55.000 bịch chốt đơn. Lạc xưởng 55.000 bịch, lạc xưởng 55.000. Nhanh còn chậm hết men người lấy hai bịch đi. Lạc xưởng 55.000, lạc xưởng 55.000. Dạ, lạc xưởng bơm được chục bịch thôi. Lạc xưởng bơm 55.000 chốt đơn, lạc xưởng bơm 55. Rồi, tiếp theo cho mọi người nữa mọi người ơi, comment là kẹo muối ớt kem 12.000 bịch. Kẹo muối ớt 12.000 bịch chốt đơn, kẹo muối ớt 12.000. Nhanh còn chậm hết giùm em, kẹo muối ớt 12.000 chốt đơn. Kẹo muối ớt 12.000. Giá quá phê luôn mấy chị yêu ơi. Giá mà nó siêu phê cho mấy chị luôn. Chia sẻ nhiệt tình giùm em nha, nhanh còn chậm hết cho em. Khăn vuốt em còn, chị lấy set 5 bịch đi. Một set là 5 bịch đi 40 khăn vuốt nha. Một set là 5 bịch đi 40.000, 40.000 được 5 bịch luôn, về lau gì cũng được hết trơn. Về lau gì cũng được hết trơn mấy chị. Giá rất siêu rẻ luôn cho em nha. Rồi khẩu trang cho em 9.000 bịch chốt đơn. Khẩu trang 9.000 bịch thì mấy chị ơi muốn lấy bao nhiêu bịch lấy. Khẩu trang 9.000 bịch, khẩu trang 9.000 bịch cây kính tơ 10 cái, bịch là 10 cái. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Em xe cho mọi người áo ngực giùm em nha, 35.000 cái 3 cái 100. Áo ngực 35.000 cái 3 cái 100, size 32 34 36 38 40. 32 34 36 38 40 áo ngực 35.000 cái 3 cái 100. Ủ tóc dừa siêu thơm mà siêu đã luôn. Hai mấy chị ơi được 5 hũ à. Mọi người bán 75 bây giờ hàng bơm về em bán là mọi người 42. Hàng bơm về bây giờ xem mấy chị giá 42 nha. Rồi ủ tóc dừa giùm em mấy chị ơi, ủ tóc dừa bơm 42 nha. Ủ tóc dừa bơm 42 chốt đơn, ủ tóc dừa bơm 42. Rồi lên nước giặt cho mấy chị một cái nha mấy chị ơi. Một set nước giặt này là 3 dây lớn là 18 bịch á. Rồi 18 bịch giùm em, dạ nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Một set giặt Omo. Một set giặt Omo giùm em mấy chị ơi là 35.000 một set, 3 set 100. Dạ được 10 set thôi hết hàng luôn rồi. Mà nha, được 10 set thôi. Set giặt Omo 35.000 set, 3 set 100 chốt đơn. Set giặt Omo 35.000 set, 3 set 100. Set giặt Omo 35.000 set, 3 set 100 giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em luôn. Táo hàng được 3 hộp nha chị ơi, hộp đăng ký. Hộp đăng ký giùm em luôn. À. Mà dao có màu đen nữa hả? Dạ quanh Vũ ơi, chắc là không có hết hàng mấy bạn giao lộn cho mình đó sao chị yêu. Ví dụ chị đeo mà chị thích không? Còn thích nhắn tin cho bên em đi, bên em đổi ra đặt lại đơn khác cảm ơn sao đơn em đổi khẩu trang lại cho không sao đâu chị. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn, em tặng cho mấy chị nè. Táo hàng được có 3 hộp thôi nha, giá 65.000 luôn cho em. Táo hàng 65.000 chốt đơn, táo hàng 65. Nhanh còn chậm hết giùm em, kẹo muối ớt này ngon lắm Linh, cảm ơn chế nha. Người lấy 5 bịch, 5 bịch kẹo muối ớt đi có 60.000 5 bịch à. Rẻ mà. Xà bông bột không có chị ơi, em có sọn nước giặt không à? Giặt xả chung á. Rồi táo hàng giùm em, hộp lần ký gì nấu chè nha. Ở làm xăm gì đó rất là ngon cho em luôn. Rồi táo hàng giùm em giá 60.000 chốt đơn. Táo hàng giùm em 60, táo hàng 60.000. À, táo hàng 65 chứ. Táo hàng 65 nha, táo hàng 65. Rồi comment là set hộp inox giùm em là 5 cái nha. Set này 5 cái được 3 cái à. Đi bơm về là được 3 set em tặng luôn nha chứ hết rồi. Bây giờ là xả hàng bơm nó hàng lẻ đó em xả hết nha, chia sẻ giùm em luôn. Rồi comment là cho em là set hộp inox. Set hộp inox cho em lên mấy chị ơi, set hộp inox giùm em. Nhanh còn chậm hết cho em, set hộp inox giùm em luôn. Hôm nay chuyên nha mấy chị nha, một set hộp như này 39.000. Set hộp inox 39.000 chốt đơn, set hộp inox 39. Nhanh còn chậm hết giùm em, set hộp inox 39.000 chốt đơn. Set hộp inox 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, set hộp inox 39.000. Set hộp inox 39.000 chốt đơn, set hộp inox 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em lên, giá rất là rẻ luôn. Rồi set hộp inox 39.000 chốt đơn, set hộp inox 39.000. Đỉnh của đỉnh cho em luôn nha mấy chị ơi. Dạ chắc hết rồi chị Thỏ ơi, hết rồi thông cảm giùm em nha. Que test em còn hả chị ơi, giá 85.000 que nha, hàng của Thái mấy chị ơi, xài rất là đỏ nha. Rồi que test giùm em luôn, 85.000. Que test 85.000 que tọt mũi, người lấy 5 bộ 10 bộ cho em đi. Người lấy 5 bộ 10 bộ cho em, que test 85.000 que. Que test 85.000 mấy chị ơi, mấy bé đi học á. Rồi lên size thịt luôn đúng không? Rồi ok mấy chị em lên size thịt luôn cho mấy chị nè. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn. Rồi size thịt thì mấy chị ơi, ủ tóc dừa này xài sướng lắm Linh, cảm ơn chế nha. Rồi nhanh tay mẹ em luôn. Lúc giặt em hết hàng rồi, em còn có mấy set rồi mấy chị ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nè mấy chị ơi, máy size thịt. Cái này size sinh tố được luôn nha. Size nước đá được luôn, size cái bất cứ cái gì cũng được hết trơn. Rồi nhanh còn chậm hết cho em size thịt giùm em. Rồi máy size thịt cho em Linh. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, máy size thịt giùm em mấy chị ơi, giá là 150 đi. Được 5 bộ, được 5 cái nha.
có gửi chị thùng khẩu trang chị Linh ơi. Trang ơi, gọi rồi là hàng đi rồi hết rồi chị. Rồi xác nhận đơn là hàng đi rồi hết nha mấy bà nha. Rồi máy xay thịt 5 bộ nha, tốc độ luôn cho em. Bình thường em bán 190, bữa nay bị bơm về em tặng mấy chị luôn giá 150. Máy xay thịt bơm 150 chốt đơn. Máy xay thịt bơm 150 nha mấy chị. Máy xay thịt 150 chốt đơn giùm em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Máy xay thịt 150 có 5 bộ à, hết hàng luôn rồi mấy chị. Dạ cái này là size sinh tố được luôn. Dạ lấy 5 bộ test ha chị. Ok chị, người lấy 5 bộ, 5 bộ gì test cho mấy bé đi mấy chị ơi. Size siêu đã luôn. Máy xay thịt bơm, máy xay thịt giùm em giá là 150 nha. Dạ còn có 5 bộ với chị nhanh còn chậm hết giùm em. Máy xay thịt cho em lên. Giá quá rẻ cho mấy chị luôn. Nhanh còn chậm hết cho em máy xay thịt giùm em mấy chị. 150. À không còn màu xám còn màu trắng không à, chị Hà Ngô lấy không? 229.000 thùng giùm em nha. Khăn lau đa năng còn không lên dạ còn á chị, 18.000 set 2 set 35. À 18.000 set 2 set 35 chốt đơn. Khăn đa năng 18.000 set 2 set 35. Rồi lên cho mọi người kẹo thổi Duy Kỳ còn ít nữa chị ơi, em tặng mấy chị luôn 39.000 con, nhìn kẹo thổi Kỳ còn nhiều không con? Rồi 39.000 hộp, 2 hộp 75, 4 hộp 150 giùm em, còn 10 hộp chốt 10 chị nha chị yêu ơi. Còn 10 hộp à. Rồi comment liền cho em mấy chị, nhanh còn chậm hết cho em luôn. Kẹo thổ Dĩ Kỳ giùm em. Cậu kẹo thổ Dĩ Kỳ, kẹo thổ Dĩ Kỳ cho em 39.000 một hộp. Kẹo thổ Dĩ Kỳ 39.000 hộp giùm em. Kẹo thổ Dĩ Kỳ 39.000 hộp. Nha mấy chị ơi, giá rất là rẻ luôn. Kẹo thổ Dĩ Kỳ 39.000 hộp giùm em. Kẹo thổ Dĩ Kỳ 39.000 hộp, 2 hộp là 75, 4 hộp 150. 2 hộp là 75, 4 hộp 150 chốt đơn. 2 hộp là 75, 4 hộp 150 nha. Xà phòng cắm gạo em có hàng hết Tú. Em còn hàng xà phòng cắm gạo đó. Một lốc như thế này là giá tặng cho mấy chị luôn nha. Rồi một lốc xà phòng cắm gạo 75 cho em. Một lốc xà phòng cắm gạo 75.000. Một lốc xà phòng cắm gạo 75 đi chị Út ơi. Rẻ lắm luôn á. Một lốc này là 12 cục, ta bán lẻ cục 15.000, 10.000, 15 thì tính ra một lốc 120 đúng không? Bây giờ em bán với bà luôn, lốc có 75.000 à, còn vài lốc nha. Rồi một lốc xà phòng cám gạo cho em 75 chốt đơn. Nhớ comment mã cho em số điện thoại luôn mấy chị ơi, lên số điện thoại luôn cho em nha. Nhớ comment mã cho em số điện thoại luôn. Nha, bánh mực 35.000 bịch 3 bịch trăm. Bánh mực 35.000 bịch 3 bịch trăm chốt đơn giùm em. Rồi tiếp theo chia sẻ lên cho em mấy chị yêu ơi. Số 8 em còn nha. Rồi chắc thằng bơm tặng tiếp, hôm nay là lên đa số là cái like này lên thằng bơm không nha. Rồi tiếp theo cho mấy chị luôn. Mặt nạ giùm em, 10 nạ giùm em mấy chị yêu ơi. 10 nạ 39.000 chốt đơn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em 10 nạ 39.000. 10 nạ 39.000 chốt đơn, 10 nạ 39.000. Giá siêu rẻ luôn. Chị gửi cho em thùng khẩu trang chưa gì. Rồi comment liền cho em 10 nạ 39.000 chốt đơn cho em đi, chia sẻ giùm em mấy chị ơi. 10 nạ 39.000. 10 nạ 39, 10 nạ 39 giùm em. Giá phải nói là siêu siêu rẻ luôn. Dạ cặp lồng vỡ cơm em còn, lấy chị thùng nha. Ok chị comment là cho là thùng khẩu trang đi chị. Rau câu ba màu, nó có chờ rau câu ba màu không ta? Có chờ rau câu ba màu không bu? Rồi rau câu ba màu giờ có 3 bịch, em tặng luôn 30.000 bịch đi. Rau câu ba màu 3 bịch nha, 30.000 chốt đơn. Rau câu ba màu giùm em được 3 bịch. Rau câu ba màu, rau câu ba màu giùm em. Dạ có nước tẩy trang á chị yêu, chờ em xíu nha. Rau câu ba màu giùm em 30.000 bịch, được có 3 bịch à. 3 bịch rau câu ba màu 30.000 chốt đơn, bao câu ba màu giùm em. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn. Nhanh còn chậm hết cho em bông tắm chuột 15.000. Bông tắm chuột 15.000 chốt đơn, bông tắm chuột giùm em. Rồi sữa đặc giùm em uống siêu béo luôn cho em mấy chị ơi. Sữa đặc này phải nói uống siêu béo luôn nha. Một dạ còn được 5, bị bơm về 5 hộp. Có nha Lâm mới anh, có số điện thoại là có đơn hết nha. Mang dép luôn đi chị. Rồi rồi mấy đứa lấy cho Thí ơi, lấy đồ nè con. Dạ ok ok. Rồi tranh thủ luôn giùm em mấy chị ơi, comment lẹ giùm em luôn nè. Sữa đặc giùm em 45.000. Sữa đặc 45.000. Sữa đặc 45.000 chốt đơn, sữa đặc 45. Sữa đặc 45.000 chốt đơn, sữa đặc 45. Rồi comment là sáp thơm dạng hạt giùm em, bị bơm về bán luôn 25. Sáp thơm dạng hạt 25.000 chốt đơn. Chia sẻ nhiệt tình và chia sẻ mạnh mẽ cho em luôn mấy chị ơi.
Sáp thơm dạng hạt 25.000. Sáp thơm dạng hạt 25.000, chốt đơn sáp thơm dạng hạt giùm em. Sáp thơm dạng hạt 25.000 một chai. Nha, muốn lấy mấy chai lấy sáp thơm dạng hạt giùm em mấy chị ơi. Rồi kem lo giúp của Thái luôn cho em được 10 lốc nha. Em tặng mấy chị luôn 25.000 một tiếp. 2 tiếp 50, 4 tiếp 100 lấy một lốc kem luôn. Một lốc kem răng cho em mấy chị ơi giá 130.000. Một lốc kem răng 130 chốt đơn. Một lốc kem răng 130 chốt đơn giùm em. Một lốc kem răng 130 đổ thùng này ra có không nè. Đổ thùng nó ra, đổ đại ra thùng nó ra bữa ông nhớ có một cái. Nè nè đi con cá nè. Rồi nhanh còn chậm hết thì mấy chị ơi, một lốc kem răng 130. Một lốc kem răng 130 chốt đơn. Một lốc kem răng 130 giùm em, 3 ngày mà chưa nhận được hàng. Dạ 3 ngày chưa nhận đâu chứ su su ơi. Các bạn phải gọi xác nhận đơn rồi mới cho đi nha chị nha. Chưa gọi chưa đâu. Bên em phải gọi xác nhận đơn rồi mới đi nha chị ơi, phần tầm 3 đến 7 ngày có đơn nha. Rồi một lốc kem răng 130 đi mấy chị. Một lốc kem răng 130 chốt đơn, lốc kem răng 130. Cây dâm thịt thì em còn được 7 cây nha. Em tặng luôn mấy chị luôn, khẩu trang bé 15.000 hộp chị Lê Ngọc Ngọc. Rồi dâm thịt thì em 25.000 cây, 2 cây 45. Dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45. Ok chị Lâm mến nha. Rồi dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45 chốt đơn. Dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45. Nhanh còn chậm hết thì em. Dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45. Dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45 giùm em. Dâm thịt 25.000 cây, 2 cây 45. Giá phải nói là siêu siêu rẻ luôn kem nha mấy chị yêu dấu ơi. Dạ xịt một tóc em còn hàng luôn, chờ em xíu đi mấy chị. Dạ được nha chị, có được đó chị Lâm mới nó được nha. Rồi áo thun xịn nè mấy chị ơi, 3 cái 100 đi. Áo thun này 40-70kg vừa. Áo thun xịn 3 cái 100, chốt đơn áo thun xịn 3 cái 100. Áo thun xịn 3 cái 100. Nhanh còn chậm hết cho em luôn mấy chị ơi. Nha, giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi áo thun xịn 3 cái 100, chốt đơn áo thun xịn 3 cái 100. Rẻ quá rẻ luôn. Rồi sữa tắm bơ nha chị ơi, 30.000 chai. Sữa tắm bơ 30.000 chai chốt đơn, sữa tắm bơ 30. Sữa tắm bơ 30.000 chốt đơn giùm em, sữa tắm bơ 30. Nhanh còn chậm hết giùm em, sữa tắm bơ 30.000 chai chốt đơn. Sữa tắm bơ 30. Mỗi chị cho em cái chia sẻ mấy chị ơi. Rồi lên cho mọi người khẩu trang giùm em mấy chị ơi, khẩu trang kéo 94 giùm em nè. Rồi quốc kem luôn mấy chị ơi, khẩu trang giùm em nha. Em còn ít thôi mấy chị, không còn nhiều đâu. 9.000 bịch đi mấy chị ơi. Bịch là 10 cái nha. Rồi khẩu trang 9.000 bịch chốt đơn, khẩu trang 9.000. Khẩu trang 9.000 bịch, rồi khăn giấy ướt giùm em. Một bịch thì là 120 tờ kem luôn mấy chị ơi. Hôm nay sale mấy chị luôn nha, một set khăn giấy ướt là 4 bịch. À sữa rửa mặt bơ. Đây là sữa rửa mặt bơ nha chị ơi, đó là gì, sữa rửa mặt để dành rửa mặt mà chứ không phải sữa tắm đâu. Lên dầu gọi đi ok. Rồi comment luôn kem nè mấy chị. Rồi khăn dưới ướt giùm em mấy chị ơi, khăn dưới ướt giúp em nha. Rồi khăn dưới ướt giùm em, một set là 4 bịch khăn dưới ướt cho em luôn, giá 50. 4 bịch giá 50 chốt đơn, một set khăn ướt 50.000. Một set khăn ướt 50.000 giùm em mấy chị ơi. Một set khăn ướt 50 chị mua phòng kép 94 phải không? À, K94 là một thùng của nó là 229.000 một thùng. 229.000 thùng giùm em. Rồi comment là khăn giấy ướt giùm em mấy chị ơi. 3 bịch giùm em, 4 bịch là một set nha 50.000. 4 bịch là set 50 chốt đơn giùm em mấy chị ơi. Rồi lên cho mọi người xịt khuẩn luôn cho em nha, xịt khuẩn. Còn này còn 70 độ C. Dạ dạng chai nó dạng chai mini. Đó mà cũng to lắm chị, xịt lâu lắm luôn á. Rồi 5 chai xịt khuẩn giùm em đi chị ơi. 5 chai xịt khuẩn giùm em nha, giá chưa cho mấy chị luôn, giá 39.000. 5 chai xịt khuẩn 39.000 chốt đơn. 5 xịt khuẩn 39.000, 5 xịt khuẩn 39 mấy chị ơi.
năm xịt khuẩn 39.000, người lấy 5 chai đi, bỏ vô sách nè, mình đi chợ đi búi mình đem theo ha, mình làm gì mình bỏ túi cũng được mấy chị nha, khỏi cầm chai to được không mấy chị. 5 chai như này 39.000, năm xịt khuẩn 39.000, chốt đơn cho em nhé. Năm xịt khuẩn 39.000 nhanh còn chậm hết cho em nha. Năm xịt khuẩn 39.000 giá quá trời rẻ luôn. Năm xịt khuẩn 39.000 rồi. Cần tây mật ong giùm em mấy chị ơi, cần tây mật ong hôm nay vừa sale vừa bán vừa tri ân tặng mấy chị luôn 29.000 hộp, vừa đẹp da vừa giảm được cân luôn, vừa giảm mỡ bụng luôn cho em. Cần tây mật ong 29.000 chốt đơn. Cần tây mật ong 29.000. Dạ còn chị yêu ơi, khẩu trang kéo trên tôi em còn á, lấy nguyên thùng nha chị, 229.000, còn lấy một bịch là 9.000 một bịch. Bịch là 9.000, còn lấy nguyên thùng thì 229.000 nha. Thùng là 229.000. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn. Cần tây mật ong 29.000 chốt đơn. Cần tây mật ong 29.000, người lấy 5 hộp 10 hộp cho em. Kem 4K là 99.000 hộp nha. 4K đỏ là trị mụn, 4K lết ra và 4K trái cây. Dạ 4K nhà em bán 99.000 cho mấy chị thôi nha, giá toàn bộ giá sỉ cho mấy chế rồi đó. Giá toàn bộ giá sỉ đó bà, khỏi lăn tăn nha. Rồi kem 4K 99.000 hộp, kem 4K 99. Rồi nước xúc miệng Rixilin cho em luôn mấy chị ơi, 29.000 một chai, 2 chai 55, chốt đơn. Nước xúc miệng 29.000 chai, 2 chai 55. Rồi comment lại cho em luôn mấy chị ơi, nước xúc miệng 29.000 chai, 2 chai 55, chốt đơn. Nước xúc miệng 29.000 một chai, 2 chai 55 nha em. Nước xúc miệng 29.000 chai, 2 chai 55. Nhanh còn chậm hết cho em mấy chị yêu nha. Giá hôm nay rẻ quá luôn, rẻ luôn. Rồi sữa tắm bé giùm em 55.000 chai. Sữa tắm bé 55.000 chai, 2 chai 110. Sữa tắm bé 55.000 chai, 2 chai 110, chốt đơn. Sữa tắm bé 55.000 chai, 2 chai 110. Sữa tắm bé 55.000 một chai, 2 chai 110, chốt đơn. Sữa tắm bé 55.000 chai, 2 chai 110 nha. Nhanh còn chậm hết cho em. Sữa tắm bé 55.000 chai, 2 chai 110. Sữa tắm bé 55.000 một chai, 2 chai 110. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn. À, cái me lào này ngọt quá mấy chị ơi, ngọt 99,9% luôn, siêu ngon nha. Toàn kèm cái túi kẹo ăn muối ăn trái cây. Dạ hôm nay xe mấy chế luôn nè. Comment liền cho em me lào giùm em 39.000. Me lào 39.000 chốt đơn. Me lào 39.000. Nha, me lào 39.000 hộp chốt đơn giùm em, me lào 39.000. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Giá là hôm nay là rẻ quá rẻ luôn. Me lào giùm em mấy chị ơi 39.000. Nha, người lấy 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp giùm em. Me lào 39.000 hộp chốt đơn giùm em mấy chị ơi. Me lào 39.000 hộp, me lào 39.000 nha. Nhanh còn chậm hết giùm em, thả độc chưng em còn, em lên thả độc chưng cho. Rồi người lấy 2 hộp me lào, 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp me lào cho em nha. 39.000 hộp mấy chị. Dạ me lào 39.000 chốt đơn, me lào 39.000 nha. Rồi lon vải giùm cho em 25.000 lon. Vải 25.000 lon giùm em, muốn lấy mấy lon lấy. Vải 25.000 lon chốt đơn. Vải 25.000 lon, vải 25.000 lon. Nhanh còn chậm hết giùm em luôn chị ơi. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn. Me lào giùm em 25 à, comment là Zalo vải lon 25.000 lon. Vải lon 25.000 lon. Rồi vải lon 25.000 lon chốt đơn, vải 25.000 lon. Giá là siêu rẻ luôn mấy chị. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, comment liền cho em nữa chị ơi. Rồi hạt điều giùm em 90.000. Hạt điều 90.000 chốt đơn, hạt điều 90. Giá quá rẻ luôn mấy chị yêu ha. Rồi tiếp theo cho mọi người, tẩy lòng giặt giùm em. Tẩy lòng giặt giùm em 25.000 bịch. Tẩy lòng giặt 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100. Tẩy lòng giặt 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100 chốt đơn. Tẩy lòng giặt 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100. Tẩy lòng giặt 25.000 bịch, 2 bịch 50, 4 bịch 100 chốt đơn. Rồi tiếp theo cho mấy chị nữa nè. Rồi comment luôn giùm em mấy chị ơi. Cái khoai tây lon nè, rất là ngon cho em luôn. Dạ hôm nay xe cho mấy chị luôn nha, 20.000 lon. Khoai tây 20.000 lon chốt đơn em, thương em cho em cái chia sẻ mấy chị ơi. Khoai tây 20.000 lon chốt đơn, khoai tây 20. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, khoai tây 20.000 lon. Rồi khoai tây 20.000 lon giùm em mấy chị ơi. Rồi khoai tây 20.000 lon giùm em mấy chị ơi, giá là quá rẻ luôn. Khoai tây 20.000 lon, ở ngoài bán 40-45.000, hôm nay bán với chị luôn 20.000 lon nha. Khoai tây 20.000 lon chốt đơn, khoai tây 20. Khoai tây 20.000 lon. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, khoai tây 20.000 lon. Quá trời rẻ cho mấy chế luôn. Khoai tây 20.000 lon chốt đơn, khoai tây 20. Rồi tiếp theo cho mọi người, bọc thực phẩm 20.000 bịch chốt đơn. Bọc thực phẩm 20.000 mấy lần nhìn lên ngon lắm, cảm ơn chế nha. Rồi bọc thực phẩm giùm em 20.000 bịch. Bịch là 100 cái luôn mấy chị ơi.
dành trùm thức ăn là trái cây rồi bỏ tủ lạnh nó không bị khô nha mấy chị ơi, nó không bị khô rất là sướng luôn cho em. Rồi bọc thực phẩm nè, rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn, bọc thực phẩm giúp em mấy chị ơi, bọc thực phẩm 20.000 bịch chốt đơn, bọc thực phẩm 20.000 lên muối lên ok, bọc thực phẩm 20.000 bịch chốt đơn, bọc thực phẩm giùm em, nhanh còn chậm hết cho em, bọc thực phẩm 20.000 bịch, bịch thực phẩm, bọc thực phẩm giùm em 20.000 chốt đơn giùm em. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nha mấy chị ơi, túi lọc rác giùm em, à có kẹo ô mai em lên ô mai liền cho. Rồi túi lọc rác giùm em mấy chị ơi, túi lọc rác giùm em đi. Dạ hôm nay vừa bán vừa sale vừa tri ân mấy chị luôn, túi lọc rác nhanh còn chậm hết giùm em, túi lọc rác giùm em 20.000 luôn, túi 100 cái luôn, túi lọc rác 20, túi lọc rác 20.000, túi lọc rác 20 luôn cho em. Rồi tiếp theo mọi người, ô mai mít vị, người lấy 5 bịch mới về hôm qua nè mấy chị, mới về hôm qua được chục thùng, mấy chị nhanh tay còn chục tay hết đi, ăn rất là ngon. Nó gồm cherry, diệt quất, ô mai đào, ô mai mọng, nó được sấy khô lại mấy chị ăn rất là ngon và đậm đặc lắm. Nó vị chua chua ngọt ngọt, nó không có ngọt gắt mấy chị nha. Hàng nước ngoài nó ngon lắm mấy chị ơi. Hôm nay xem mấy chị luôn, ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Ô mai mít vị 37.000 nè nha mấy chị. Giá quá rẻ luôn. Rồi ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị 37. Nhanh còn chậm hết cho em. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị 37. Ô mai mít vị 37.000. Giá là siêu siêu rẻ cho em luôn, ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Nhanh còn chậm hết giùm em nha, kem chị Nám có, chị U 45.000 em còn được 2 3 hộp á. Còn được 2 3 hộp. Rồi người lấy 2 ô mai mít vị, 3 ô mai mít vị, 4 ô mai mít vị cho em đi. Siêu ngon cho mấy chị luôn nha. Rồi ô mai mít vị 37.000 chốt đơn. Ô mai mít vị 37.000. Nhanh còn chậm hết cho em, ô mai mít vị 37.000. Giá sale rẻ xinh luôn mấy chị nha. Rồi chế là Tây Ninh ghé em trực tiếp shop em liền chị ơi. Rồi ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị 37. Rồi người lấy 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch giùm em, ô mai này ngon lắm mấy chị. Ăn nó đồ chua chua ngọt ngọt, mới về hôm qua thì được chục thùng mấy chị ơi, năng nỉ lắm luôn, mới được có chục thùng lắm mấy chị. Ô mai mít vị 37.000 chốt đơn, ô mai mít vị. Rồi kẹo sâm không đường bình thường 90 đúng không? Hôm nay bán 55.000. Kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn. Kẹo sâm không đường 55.000. Kẹo sâm không đường 55.000 giùm em. Kẹo sâm không đường 55.000. Bịch thì nửa ký mấy chị, bịch nửa ký á. Kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn nha. Kẹo sâm không đường 55.000, bịch thì nửa ký kìa. Kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn giùm em, nhanh còn chậm hết. Kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn, kẹo sâm không đường 55. Giá phải nói là rất là rẻ luôn ha. Rồi kẹo sâm không đường 55.000. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn. Kẹo sâm không đường 55.000. Giá là siêu siêu rẻ luôn cho em. Kẹo sâm không đường 55.000. Đó, kẹo sâm không đường 55.000, người lấy 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch giùm em. Kẹo sâm không đường 55.000 chốt đơn, kẹo sâm không đường. Lạc xưởng 55.000 bịch mấy chị ơi. Lạc xưởng 55.000 bịch chốt đơn, lạc xưởng 55.000. Lạc xưởng 55.000 giùm em, lạc xưởng 55. Dạ còn mấy bịch thôi. Rồi kem nám mấy chị ơi, gửi tặng kèm một cục xà bông nè. Với hai hũ kem, một kem ngày, một kem đêm cho em. Rửa sạch mặt bằng cục xà bông xong là xài kem ngày. Rửa mặt sạch bằng cục xà bông xong xài kem đêm giùm em. Em còn được 3-4 hộp, em tặng mấy chị luôn 45.000 bộ kem nám đi. Nào ngoài bán 75, 80, 85, 80, 85 mấy chị. Hôm nay em bán mấy chị luôn, giá là cho mọi người nha. Rồi kem nám 45.000 chốt đơn. Kem nám 45.000, kem nám 45. Nhanh còn chậm hết giùm em. Kem nám 45.000 chốt đơn, kem nám 45. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn cho em. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, kem nám 45.000 chốt đơn, kem nám giùm em. Ok chị Đinh Huệ với bạn gọi cho chị nha. Rồi kem nám 45.000, kem nám 45. Rồi tiếp theo cho mấy chị nữa nè. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em luôn, comment liền cho em là sáp thơm. Rất là thơm luôn cho em. Hôm nay sale và tri ân cho mấy chị luôn. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, sáp thơm mỹ giùm em 35.000 cục 3%. À sữa mặt gạo em còn ít đó chị, 25.000 chai nha. 25.000 chai mới lấy mấy chai lấy. Rồi comment cho em là sáp thơm giùm em. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3% chốt đơn. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3%. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3% cho em. Sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3% nha mấy chị ơi. Nhanh còn chậm hết cho em, sáp thơm Mỹ 35.000 cục 3%. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Lên cho mọi người cái dầu gội bồ kết này. Ngăn ngừa rụng tóc nè nha, cải thiện tóc mà thông trẻ ngọn mấy chị và siêu mượt luôn ha. Bồ kết xả chanh qua bữa khách em mua lần chục chai mấy bà. Dịch xịt mũi em còn á chị, 59.000 chai nha, xịt mũi 59.000. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn, dầu gội bồ kết giùm em đi. 35.000 chai còn được 47 chai, khoảng tầm 7 chai á. Rồi dầu gội bồ kết 35.000 chai 300%. Dầu gội bồ kết 35.000 chai 300% chốt đơn. Dầu gội bồ kết 35.000 chai 300%.
dầu gọi bồ kết 35.000 chai, 300% chốt đi. Dầu gọi bồ kết 35.000 chai, 300% chốt đi. Dầu gọi bồ kết 35.000 chai, 300%. Nhanh còn chậm hết cho em. Dầu gọi bồ kết 35.000 chai, 300%. Giá là cực kỳ rẻ cho em luôn. Rồi chị lấy dầu gọi bồ kết comment cho em chị ơi. Dầu gọi bồ kết giúp em đi, 35.000 chai, 300%. Nha, 35.000 chai, 300%. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Gọi là đen cho em mấy chị ơi, 35.000 hộp, 3 hộp trăm. Gọi là đen 35.000 hộp, 3 hộp trăm. Nhớ comment mã cho em số điện thoại. Cần tay mật ong em còn á chị, 29.000 hộp nha, 29.000 hộp, mấy chị muốn lấy mấy hộp lấy. Rồi gọi là đen giùm em luôn. Gọi là đen cho em mấy chị ơi. Nha, bán luôn 35.000 hộp, 3 hộp trăm. Gọi là đen 35.000 hộp, 3 hộp trăm chốt được. Gọi là đen 35.000 hộp, 3 hộp trăm. Gọi là đen 35.000 hộp. Dạ đúng là xịt mũi thái chị. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, hạt chia này em còn ít nha mấy chị ơi. Hạt chia nha mình về mình nấu nè. Mình uống thanh lọc cơ thể rất là tốt mấy chị ơi, bớt cái bệnh nè, ngăn ngừa ung thư luôn ha. Giá 69.000 cho em. 69.000 giùm em mấy chị ơi. Rồi hạt chia 69.000 chốt đơn. Hạt chia 69.000 nhanh còn chậm hết. Hạt chia 69.000 chốt đơn, hạt chia 69.000. Giá quá trời rẻ cho mấy chị luôn nha. Rồi nhanh còn chậm hết cho em, hạt chia 69.000 chốt đơn. Hạt chia 69.000, hạt chia 69.000. Giá là siêu siêu rẻ cho mấy chị ấy nha. Rồi nhanh tay comment mấy chị ơi. Hạt chia 69.000, hạt chia 69.000. Rồi lên cho mọi người cái họ cái viên vitamin. Rồi comment này cho là vitamin đó mấy chị ơi. Vitamin E giùm em mấy chị. Rồi vitamin E giùm em mấy chị nha. Vitamin E giùm em đi, hôm nay chưa ăn với mấy chị luôn. Vitamin E, vitamin giùm em nha. Cái viên vitamin này mình cắt ra mình massage da mặt cho em, thải mặt. Trời ơi đã lắm mấy chị ơi. Massage da mặt cực kỳ siêu bóng mượt luôn cho em. Rồi comment là vitamin E giùm em đi. Giá 40. Vitamin E 40 chốt đơn mấy chị nha. Vitamin E 40. Vitamin E 40 giùm em. Nhanh còn chậm hết cho em mấy chị ơi, giá rất là rẻ luôn nha. Rồi vitamin E 40. Vitamin E 40 giùm em mấy chị, vitamin E 40. Rồi comment là serum trị nám nè, serum trị thâm. 35.000 chai đem còn được chục chai. Rồi serum trị thâm 35.000 chai. Serum trị thâm 35.000 chai chốt đơn. Serum trị thâm 35.000 chai mấy chị ơi, nhanh còn chậm hết nha. Serum trị thâm 35.000 chai. Serum trị thâm 35.000 chai chốt đơn giùm em mấy chị, nhanh còn chậm hết nha. Serum trị thâm 35.000 chai. Serum trị thâm 35.000 chai, rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Serum trị thâm 35.000 chai. Giá rất là rẻ luôn ha. Rồi serum trị thâm 35.000. Serum trị thâm 35.000 giùm em. Rồi lên cho mọi người Lăng Thái 22.000 chai chốt đơn. Lăng Thái 22.000. Nhanh còn chậm hết cho em luôn, Lăng Thái 22.000 chai chốt đơn. Lăng Thái 22.000. Giá là siêu siêu rẻ giùm em luôn, Lăng Thái 22.000 chai. Lăng Thái 22.000 giùm em. Rồi xịt giùm em mấy chị ơi, xịt hôi nách. Ngăn ngừa và trị luôn cái mùi hôi nách rất là hay cho em. Và hôm nay vừa xe vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn nè. Rồi xịt hôi nách giùm em 29.000 chai 255. Xịt hôi nách 29.000 chai 255 chốt đơn. Xịt hôi nách 29.000 chai 255.000. Xịt hôi nách 29.000 chai 255.000 chốt đơn giùm em nha. Xịt hôi nách 29.000 chai 255. Giá quá rẻ luôn mấy chị. Rồi nhanh còn chậm hết cho em. Xịt hôi nách 29.000 chai 2 chai 55.000. Xịt hôi nách 29.000 chai 255. Nhớ comment mã thả cho em số điện thoại luôn mấy chị nha. Thả cho em số điện thoại luôn nha. Rồi lên cho mọi người cao trắng răng. Cái cao trắng răng này càng xài càng trắng, càng xài càng trắng cho em. Lấy đi những bảng bám trên răng nè, vôi răng, cao răng ha, và tẩy sạch răng cho em luôn, càng xài càng trắng cho em. Khỏi đi tẩy trắng răng giùm em. Giá cho mọi người là 30.000. Cao trắng răng 30.000 chốt đơn. Cao trắng răng 30.000 một hộp mấy chị. Giá quá rẻ đúng không? Cao trắng răng 30.000 chốt đơn cho em. Cao trắng răng 30.000 hộp. Nhanh còn chậm hết cho em. Cao trắng răng 30.000 hộp. Cao trắng răng 30.000 hộp chốt đơn giùm em. Cao trắng răng 30.000, không có đèn để bàn chị ơi. Rồi lên cho mọi người luôn cái kem này. Kem vừa trắng da mấy chị ơi, chống nắng nano giùm em giá 60. Vừa làm trắng da ha. Có một lớp make up cho em, vừa chống nắng vừa là trắng da. Cô bà thay là một lớp make up luôn cho em. Giá cho mọi người 60 đi. Em còn được 5 hộp nha. Rồi chống nắng nano giùm em. Nhớ thả cho em số điện thoại thêm mấy chị ơi. Comment mã thả cho em số điện thoại. Chống nắng nano 60.000 chốt đơn. Chống nắng nano 60. Chống nắng nano 60.000 chốt đơn. Chống nắng nano 60. Nhanh còn chậm hết cho em. Chống nắng nano 60.000. Giá quá trời rẻ mấy chị luôn. Rồi lên nước hoa ngựa cho em luôn, còn ít nha mấy chị ơi.
Còn được khoảng tầm chục chai à, không còn nhiều. Nước hoa ngựa chắc còn phụ chục chai rồi, lên nước hoa mini. À, lên nước xà bông mini, ok ok. Rồi comment liền cho em luôn, nước hoa ngựa 65.000 một chai, 2 chai 125. Nước hoa ngựa 65.000 một chai, 2 chai 125.000, chốt đơn cho Rính này lên, chắc lên đi con. Rồi, okay. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em ấy chị ơi. Giá là siêu rẻ cho em luôn nha, nước hoa ngựa giùm em. Nước hoa ngựa 65.000 một chai, 2 chai 125. Nước hoa ngựa 65.000 một chai, 2 chai 125.000. Người lấy chai cho em xài đã lắm chị ơi. Nước hoa ngựa 65.000 chai, 2 chai 125. Nước hoa ngựa 65.000 chai, 2 chai 125, chốt đơn. Rồi cái đồ hút mụn này xài sướng lắm nè mấy chị. Dạ bộ kìm cho coi lại, ok ok em coi lại cho. Rồi comment là hút mụn giùm em đi, giá 60. Hút mụn 60.000, chốt đơn hút mụn 60. Hút mụn 60.000. Rồi hút mụn 60.000, hút mụn 60 nha em. Chị lấy giùm em sữa rửa mặt Đông Y đi chị, xài nó sướng á. 35.000 chai nha. Sữa rửa mặt Đông Y 35.000. Sữa rửa mặt Đông Y 35, sữa rửa mặt bơ 30, sữa mặt gạo 25. Nhanh còn chậm hết cho em luôn. Rồi tiếp cho mọi người cái sáp thơm giùm em, vừa thơm phòng vừa đuổi mũi cho em. Sáp thơm đuổi mũi giùm em, vừa thơm phòng vừa đuổi mũi giùm em mấy chị ơi. Dạ hôm nay xem và tri ân mấy chị luôn, sáp thơm đuổi mũi 55.000 chốt đơn. Sáp thơm đuổi mũi 55.000. Sáp thơm đuổi mũi 55 nhớ hả cho em số điện thoại mấy chị ơi. Rồi lên cho mọi người, em còn được khoảng tầm mấy chục á, mấy chục lá bồ đề mấy chị ơi, thỉnh về luôn. Bỏ trong cái ví cầm tay cho em, bỏ trong ví của mình nha mấy chị ơi. Đó rất là may mắn cho em luôn nha. Comment liền cho em là lá bồ đề. Rồi lá bồ đề giùm em. Rồi lá bồ đề, lá bồ đề cho em giá 29.000 chốt đơn. Lá bồ đề 29.000. Lá bồ đề 29.000 chốt đơn cho em. Lá bồ đề 29.000. Máy hút mụn nha chị Hạnh nhà Mai, comment là máy hút mụn giùm em. Rồi lá bồ đề giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em, lá bồ đề thỉnh giùm mấy chị ơi. Về bỏ trong túi á, ví tiền. À, quý tiền để sau lớp cưng điện thoại và nhớ để vô nguyên cái, đừng có lọt ra nha, đừng có lột ra nha mấy chị nha. Rồi comment là lá bồ đề mà không để nghe ông đợi hộng địa, để trong cái tủ két sắt nhà mình nha. 29.000 lá thôi ha, được sư thầy thên rồi, may mắn lắm mấy chị. Lá bồ đề 29.000 chốt đơn. Lá bồ đề 29.000, lá bồ đề 29 nha, lá bồ đề 29.000. Nhớ comment mã thả cho em số điện thoại mấy chị ơi, thả cho em số điện thoại. Rồi khẩu trang 6D nè mấy chị, khẩu trang 6D xài siêu sướng luôn, hộp này là 10 cái. Em có màu trắng với màu xám, có màu trắng với màu xám giùm em nha. Dạ hôm nay chưa ăn mấy chị luôn nè. Comment là cho em là khẩu trang 6D. Rồi khẩu trang 6D, khẩu trang 6D cho em Linh. Khẩu trang 6D giùm em. Giá xe và tri ân mấy chị luôn, khẩu trang 6D, khẩu trang 6D giùm em. Giá là 15.000 hộp 10 cái. 15.000 hộp 10 cái. 15.000 hộp 10 cái giùm em nha mấy chị ơi. Rồi khẩu trang 6D, khẩu trang 6D cho em Linh. Giá là cực kỳ xịn sò cho em luôn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em, khẩu trang 6D, khẩu trang 6D giùm em. Giá quá trời rẻ mấy chị luôn. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn, khẩu trang 6D, khẩu trang 6D giùm em. Quá trời rẻ mấy chị luôn. Khẩu trang 6D 15.000 hộp, chốt đơn khẩu trang 6D 15.000. Khẩu trang 6D 15.000 hộp. Dạ bộ kìm em còn mấy cái này chị ơi, ship Nam em lên lại liền. À, chị ơi, chị sao shipper gọi nói shop gửi lộn địa chỉ hả? Chị An Thi Trần Thị ơi, cho em số điện thoại đi chị. Cho em số điện thoại của chị đi, em kiểm tra lại coi gửi lộn địa chỉ đi đâu rồi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn, cái bộ kìm này em còn được 5 bộ nha, em tặng luôn giá 65.000. Bộ kìm cao cấp 65 ở ngoài bán 150 đó nha. Hôm nay chị ăn luôn 65.000. Bộ kìm cao cấp 65.000 chốt đơn, bộ kìm cao cấp 65 được 5 bộ. Bộ kìm cao cấp 65.000. Bộ kìm cao cấp 65.000 giùm em, bộ kìm cao cấp 65. Giá đỡ điện thoại 25.000 cái, 2 cái 50. Giá đỡ điện thoại 25.000 cái, 2 cái 50 chốt đơn. Nhanh còn chậm hết cho em, giá đỡ điện thoại giùm em mấy chị. Giá quá trời rẻ bèo cho mấy chị luôn. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em, giá đỡ điện thoại giùm em nhớ chị ơi. 25.000 cái, 2 cái 50 chốt đơn. Giá đỡ điện thoại 25.000 cái, 2 cái 50. Giá đỡ điện thoại 25.000 cái, 2 cái 50. Dạ 6D em có màu trắng với màu xám, thích cái màu nào lấy màu đó cho mấy chị. Rồi không phải là giá đỡ điện thoại 25.000 cái, 2 cái 50 chốt đơn. Rồi lên tiếp cho mọi người nước thần nè mấy chị ơi. À, nước thần giùm em nha, 2 chai là 1 set cho em 35.000. 2 nước thần 35.000 chốt đơn. 2 nước thần 35.000, 2 nước thần 35. Giá vậy đó rất rẻ luôn. Nước thần 2 nước thần 35.000 chốt đơn. 2 chai nước thần 35.000. 2 nước thần 35.000 chốt đơn cho em. Rồi comment là bông tẩy trang giùm em một vật này. Em xem mấy chị luôn giá 27.000. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn.
Bông tẩy trang 27.000, bông tẩy trang 27. Giá là siêu siêu rẻ cho em luôn. Bông tẩy trang 27.000, chốt đơn bông tẩy trang 27.000. Rồi nhanh còn chậm hết giùm em. Bông tẩy trang 27.000 nha, bông tẩy trang 27.000. Bông tẩy trang giùm em mấy chị ơi. Dạ không có loại đó chị Kim Thư ơi, không có loại đó. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn. Dạ không có loại nhộm vàng chị ơi, bông tẩy trang 27.000. Bông tẩy trang 27.000, bông tẩy trang 27. Mang dép vô luôn, mang dép vô luôn. Bông tẩy trang 27.000 chốt đơn bông tẩy trang 27.000. Rồi cái lọ giác hơi này em còn ít đó mấy chị, em còn khoảng tầm 5 bộ á. Hôm nay em xem mấy chị luôn nha. Bộ giác hơi giùm em đi 60. Bộ giác hơi 60.000 chốt đơn. Bộ giác hơi 60 mấy chị nha. Bộ giác hơi 60. Muối tôm em còn chị Minh Nguyên 45.000 hộ một hũ nha. Muối tôm 45.000, muối nhuyễn thì 35. Muối trộn thì 39. Bánh trắng trắng là 20. Rồi comment luôn cho em mấy chị ơi. Bộ giác hơi, bộ giác hơi cho em. Nhanh còn chậm hết giùm em nhớ chị ơi, 60.000 bộ giác hơi 60. Cho chị xem khẩu trang cáp 94 ok cục vàng. Bộ giác hơi 60.000 chốt đơn. Bộ giác hơi 60.000 bộ giác hơi 60, nhanh còn chậm hết giùm em. Bộ giác hơi 60.000 bộ giác hơi 60. Rồi bánh quế cuộn giùm em, bánh này bình thường là của Nhật đó mấy chị. 70.000 bịch lớn lắc, 70-80.000 bịch mà hôm nay có chương trình đó mấy chị. Công ty có chương trình cho mấy chị luôn nên được giá ok lắm, 15.000 bịch. Rồi comment cho em luôn bánh quế cuộn 15.000 bịch chốt đơn. Bánh quế cuộn 15.000 bịch, bánh quế cuộn 15.000. Bánh quế cuộn 15.000 chốt đơn cho em Linh. Bánh quế cuộn 15.000. Nhanh còn chậm hết cho em. Bánh quế cuộn 15.000 chốt đơn. Bánh quế cuộn 15.000. Giá là siêu siêu rẻ bèo luôn nha. Rồi bánh quế cuộn 15.000 chốt đơn. Bánh quế cuộn 15.000. Bánh quế cuộn 15.000 chốt đơn. Bánh quế cuộn 15. Giá hôm nay rẻ cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi tiếp theo cho mấy chị chỗ này. Mấy chị quên máy hút mũi giùm em 40.000. Vừa là chức năng làm đèn ngủ, vừa mốt được mũi luôn cho em, mình để ngay đầu nằm á chị, cho mấy bé nè, hoặc làm đèn ngủ cũng được nha. Mua gia đình mình mua cái hai cái giùm em. Rồi máy hút mũi ha, 40.000 chốt đơn. Máy hút mũi 45.000 chốt đơn, 40.000 chốt đơn. Máy hút mũi 40, máy hút mũi 40 nha. Nhanh còn chậm hết giùm em. Máy hút mũi 40.000. Giá là siêu siêu rẻ luôn cho em mấy chị ơi. Rồi bà nào lấy tranh thủ lấy luôn cho em nha, máy hút mũi 40.000. Máy hút mũi 40, máy hút mũi 40. Giá cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn cái cao dán mấy chị ơi. Cái miếng dán xăm này xài đã lắm luôn. Dán nó không có nóng hổi mấy chị. Màu bịch thì 20 gói luôn á. Thị trường đang bán 70-75, hôm nay bán mấy chị luôn 25.000. Có nước tẩy trắng, tẩy trang có chị. Nè comment là nước tẩy trang giùm em, hai nước tẩy trang 35.000. Hai nước tẩy trang 35 hoặc là nước thần 35.000 hai cái nha. Rồi comment tiếp theo cho em luôn mọi người nha. Rồi comment là cao dán giùm em. Cái con nhầm nhỏ đó, treo nhỏ đó, không có bị hôi. Xịt nữa ở trên đó đi. Đó ok rồi, 130.000 nguyên lốc vậy đó. Còn bán lẻ là 25.000 cây thì bán ra 150. Gì? 6.000 cây, 6.000 cây á, còn nguyên thùng thì 30 cây 150. Còn bằng cải bên kia là 4.000 cây nguyên thùng là 100 mốt, 30 cây luôn. Rồi nhanh tầm em mấy chị ơi. Em thấy chị Giang Phạm nha, lấy chị Giang Phạm chứ làm men cho em đi chị. Rồi gọt ngay gọt luôn giùm em nha. Cao dán giùm em. Cao dán xăm, cao dán xăm giùm em mấy chị ơi. Anh lấy cái sọt bỏ vô giùm em nha. Sọt màu vàng á. Rồi cao dán xăm giùm em 25.000 bịch. Cao dán xăm 25.000 bịch chốt đơn. Cao dán xăm 25.000. Cao dán xăm 25.000 bịch. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu bịch cũng được. Cao dán xăm 25.000 chốt đơn. Cao dán xăm 25. Cao dán xăm 25.000. Cao dán xăm 25 nha mấy chị. Giá siêu rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo cho mọi người luôn. Túi nam cho mọi người nha. Túi nam hôm nay chưa ơn mấy chị 50.000 cái đi mấy chị. Em còn được 3 cái. Túi nam 50.000 chốt đơn. Túi nam 50. Túi nam 50.000 giùm em nha mấy chị ơi. Người lấy cái hai cái giùm em, có màu đen với màu nâu. Túi nam giùm em 50.000 cái. Túi nam 50.000. Ừ, hộp, nguyên hộp. Còn kia 150, nguyên hộp. 30 cây hết. Rồi nhanh còn chậm hết cho em luôn nha. Túi nam 50.000, túi mấy chị ơi đựng rất là nhiều đồ luôn. Ha, có màu nâu với lại màu đen. Dạ em có là phản chục nha mấy chị ơi, phản chục. Rồi túi nam giùm em. Nhanh còn chậm hết giùm em mấy chị ơi, túi nam giùm em nha. Giá rẻ quá rẻ luôn. Em thấy Giang Phạm ơi, em thấy comment của chị rồi nha. Nhớ comment mã cho em, số điện thoại là có đơn hết, mấy chị yên tâm đi. Rồi túi nam 50.000, túi chốt đơn, túi nam 50. Túi nam 50.000, chốt đơn, túi nam 50. Khăn tắm 35.000 cái, 3 cái 100. Rồi set 3 túi giùm em 65.000. Set 3 túi nhựa giùm em nha. Một set 3 túi nhựa để đồ trang điểm cho em luôn giá 65. Set 3 túi nhựa để đồ trang điểm cho em luôn giá 65.000. Set 3 túi nhựa giá 65.000 chốt đơn. Set 3 túi nhựa 65. Set 3 túi nhựa 65.000, nhanh còn chậm hết cho em. Set 3 túi nhựa 65.000 chốt đơn. Set 3 túi nhựa 65.
Set 3 túi nhựa 65 lên xà bông luôn, ok. Set 3 túi nhựa 65.000. Nhanh còn chậm hết cho em nha, set 3 túi nhựa 65. Set 3 túi nhựa 65.000. Giá là cực kỳ rẻ luôn, set 3 túi nhựa 65. Rồi lên cho mọi người ly luôn cho em. Ly bạc hà là 65.000, ly hoa anh đào 65 và ly men 65. Ly 65.000 chai giùm em. Ly bạc hà 65, ly hoa anh đào 65, ly men 65.000 chai mấy chị ơi. Người lấy 5 chai, 3 chai, 7 chai lấy nha. Rồi comment ly bạc hà 65.000, ly hoa anh đào 65 và ly men 65. Ly bạc hà 65.000, ly hoa anh đào 65 và ly men 65.000, chốt đơn cho em mấy chị ơi. Giá là cực kỳ rẻ cho em luôn. Rồi comment là dầu gọi đỏ cho em mấy chị ơi. Dầu gọi đỏ giùm em nha. Rồi dầu gọi đỏ 75.000 chốt đơn. Dầu gọi đỏ 75.000 nha. Chúc chị điện thoại đặt được không Linh? Dạ được chị Nguyễn Phượng ơi, comment là chị comment cho em là chưa gọi chốt đơn nên mấy bạn chúc gọi cho. Rồi dầu gọi đỏ 75. Dầu gọi đỏ 75 sale cho mọi người luôn, dầu gọi đỏ 75 nha mấy bà ha. Dầu gọi đỏ 75 cho em luôn. Dạ nhanh còn chậm hết em lên cho mọi người set thôi. Set hộp 5 mấy chị ơi. Set bộ nhựa giùm em, set bên set 5, set bộ 5 món giùm em mấy chị ơi. Set bộ 5 hộp giùm em mấy chị ơi, set bộ 5 món, set bộ 5 món cho em. Giá 150 chốt đơn. Set bộ 5 món giá 150. Set bộ 5 món giá 150 giùm em. Set bộ 5 món 150. Chị Nhung Nguyễn comment kiểm tra đơn hàng cộng số điện thoại em kiểm tra cho phát gấp cho chị Nhung nha. Rồi set bộ 5 món 150 chốt đơn. Set bộ 5 món 150. Rồi set bộ 5 món 150 chốt đơn, set bộ 5 món 150. Nhanh còn